ba cái đồ chơi này giữ còn lâu rồi mà còn mới dễ sợ à. Rửa kỹ rồi Tết tụi nhỏ về để cho nó chơi là nó khoái liền. Chị Năm hả? À, chừng nào con quê con gái chị nó về ăn Tết vậy ha? Mùng 2. Vậy ha, nói vậy thôi chứ tôi biết năm nào nó cũng về ăn Tết với lại anh chị hết trơn á. Mà anh chị nó có mấy đứa cháu ngoại dễ thương hết sức nói luôn à nha. Ủa vợ chồng hai ở Mỹ năm nay về không chị? Ờ không chị, gần chục năm rồi vợ chồng nó không có về. Mà vợ chồng thằng ba thì mùng 2, mùng 3 mới về lận. Ê, cho nên tôi mới kêu ông nhà tôi đó, ông đem ba cái quà ở dưới quê này đem lên trển cho tụi nó. Rồi sẵn dịp ghé sang biếu anh xui chị xui. Rồi tôi có dặn ổng là ghé nhựa chợ lớn á, mua một mớ quà mà đồ chơi của con nít để đem về để mà tặng cho cháu ngoại của anh chị. Trời ơi, muốn làm chi? Con đại nhóc nè, đồ chơi nhựa chợ lớn bền lắm, chơi lâu lắm. Trời. chị không biết đâu. Vậy chứ nhựa chợ lớn năm nào cũng mẫu mã mới hết trơn á. Vậy cái hả? Này cất hoàng bên đi, để ổng đem đồ mới về á. Trời ơi, nghe mà mẫu mã mới là tôi còn khoái nữa chi mấy đứa nhỏ. Trời ơi, đẹp lắm chị ơi. Cảm ơn trước khen. Ừ. Kìa anh Năm kìa. Ừ. Ổng về chưa? Đây, ổng nói ổng đi ổng về liền mà sao tới giờ này ổng chưa chịu về nữa. Trời ơi, ổng đi đâu kỳ cục dữ trời. Không biết ổng đi đâu. Ở kìa. Tôi về rồi. Ông ơi, ông về rồi. Ừ, ông về rồi. Dạ. Ừ, để đây. Ừ. Ôi. Trời ơi, mệt quá. Ngồi đi, ngồi đi ông. Tôi tưởng đâu là ông ăn Tết với mấy đứa nhỏ ở trển rồi chứ. Tết thì tôi phải về với mình chứ, ăn Tết với mấy đứa nhỏ chứ nó. Ừ. Tao nói ông bà mình nói hay ghê vậy đó à. Nói cái gì ông? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Đó, trời ơi, chứ ở nhà ru rú rồi đâu có biết con bà gì. Thôi uống miếng nước. Ừ, vậy ông đi, hôm nay ông dập diều rồi, ông thấy gì ông nói nghe coi. Ôi, tao thấy nhiều cái chuyện vui lắm. Cái chuyện vui nhất là nó kẹt xe. Kẹt xe hả? Kẹt xe là tao ngồi trong xe, tao nóng ruột tới mồ. Thí điều muốn rút dép lào chọi tài xế mà nó vui gì? Trời ơi, không phải đâu. Kẹt xe là tại vì á, Tết nhất người ta về quê. Rồi cái người ta cúng ông bà, người ta tảo mộ. Rồi cho nên là đi đông mới kẹt xe vậy mà. Ui, ba cái đó là cái kẹt bình thường. Vậy chứ sao? Còn cái kẹt này là nó cứ kẹt bất bình thường. Sao bất bình thường đâu, ông kể nghe coi. Đây nghe. Tao nói cái kẹt này đó là do cái trạm thu phí nó đặt sai vị trí cái chỗ cây lậy đó. Trời ơi, người dân người ta phản đối quá. Rồi cái phí thì nó thu quá cao. Rồi bởi vậy mấy anh tài xế anh tức quá. Anh nào anh ấy chạy tới trạm thu phí cái chìa ra nguyên một bịch tiền lẻ. Vậy giấy 200 với 500. Trời ơi. Vậy đó, chừng nào mới xong. Cái vụ đó là ông biết cái vụ trạm thu phí cây lậy thôi. Còn mấy trạm nữa, trạm Đồng Nai rồi cái trạm Bến Thủy nữa cha nội ơi. Ủa sao anh biết? Tôi đọc báo. Thấy không? Trời ơi. Thấy idol của tôi không? Không cần đi một đàn nào mà biết ba bốn sàng luôn, thấy không? Ê Năm, có cái chuyện gì anh biết mà không phải do báo nó nói không anh Năm? Có chứ. Chuyện gì? Tôi nói cho nghe, khỏi cần đọc báo. Ở cái xóm này có ông cha già, ở dưới quê không à, lâu lâu có trầu lên Sài Gòn, gom ba bốn chuyện rồi cái về đây nổ banh nhà lòng luôn. Đó, cái thôi ơi. Thôi mà anh Năm anh nói chơi mà ông sắc kỳ quá. Anh em bạn nói chơi nhau thôi, ngồi xuống đi ngồi. Rồi, cái chuyện đó. Ừ, nãy nó cái chuyện xã hội thôi. Giờ nói chuyện của gia đình mình nè. Sao đâu ông nói nghe coi. Mà biết sao tôi lên Sài Gòn. Thằng ba nó đưa quà của thằng hai cho tôi. Vậy đó hả? Thằng hai ở Mỹ gửi về cho tôi cái phone Axi. Mình thấy không? Trời ơi. Cái phone Axi nè. Trời ơi, đẹp không? Cái này mới nè ông ơi. Trời ơi, cả nước Việt Nam nó có hai cái thôi đó. Vậy đó hả? Cái một là cái ông mua 64 triệu. Còn cái này là cái thằng hai nó gửi cho mình. Đẹp quá ông ơi. Cái ông mà mua cái phone 64 triệu nghe nó không chết rồi. Bị thiên hạ giật cái điện thoại mày mở xuống đường chết rồi ông coi chừng. Trời ơi, tôi đi cái anh này thiệt à. Cái này đó, đâu ông thấy ông lem đen người ta tao nói cái gì đó tự sướng đó, ông tự sướng. Selfie. Tự sướng coi. Thầy chồng vô cái nè. Trời ơi, bà thấy gì không bà? Vậy. Tôi thấy hai con cá trà mới đớp móng á. Bởi vì cái anh Năm này anh cứ giỡn chơi vậy hoài vậy đó hả? Ui, anh thấy người ta có của là ganh tị mà. Ôi mà ông nè, sao mà tôi nói nghe nè, lớn rồi xài điện thoại cùi bắp thôi.
Mày đặt xài ba cái bụi mát thôi, nó lợi dụng coi tin tức rồi vô mấy cái trang web đen. Gì vậy? Có ngày nghe không? Nè anh Năm gì nha, tôi coi này đừng có ai mà chỏ rồi sọt sọt vô để cho tôi coi kẻ với hai cái ông già dịch này á, tối ngày cái chỏng kéo ra hoài à. Mà còn gì nữa không nói cây này quà của ông còn quà tôi đâu, làm sao mà thiếu được quà của bà. Ừ quà tôi đâu đây nè, đâu cái gì đâu vậy rồi đâu, con đâu? Dâu của mình nó gửi cái này tặng cho bà. Trời ơi, từ bên Mỹ gửi về luôn đó. Tống bi xì xin kè. Trời ơi, nhiều dữ vậy đấy hả ông? Ừ, đó. Rồi, cái này để lát nữa tôi coi. Rồi, để nó đi, còn nhiều lắm. Rồi, sao nữa? Trời ơi, ở Sài Gòn tôi lụm được cái này. Trời, cái gì vậy ông? Bữa nào có đêm trăng hai vợ chồng mình ra karaoke. Vậy đó hả? Được không? Trời, dữ quá em. Rồi, đó, rồi đây rồi. Rồi, yeah. Rồi bây giờ vô đôi tắm rửa để mà còn rước ông bà nữa chứ. Trời ơi, mới về cái đè tôi ra tắm liền vậy trời. Chứ đi nguyên ngày mệt mà. Ui từ từ đi. Bà kho thịt chưa? Rồi. Làm dưa giá chưa? Rồi. Gói bánh tét chưa? Rồi. Nói túm lại tất cả đều rồi. Trời không phải tôi khen vợ tôi, vợ tôi số 1 qua đây. Sao không? Sao? Hùng cái coi. Mẹ trời ơi. Bà thấy gì không? Thấy rồi. Thấy hai con le le nó trâu mỏ nó gõ. Mày thiệt. Tôi nói thiệt với anh Năm nha, cả đời anh Năm không có ai hung anh hết, cho nên không có biết hung là gì. Anh nói vậy bậy, tôi vợ ông tôi không hung chừa ai hung ông đâu. Vợ chồng người ta bày tỏ tình yêu sao anh nó thích. Bởi vậy tôi nói bầm. Thôi đi, ông sao cứ kiếm chuyện với anh Năm hoài à? Hoài là kiếm chuyện mà ảnh kiếm với tôi. Thôi vậy mà mình lúc nào cũng vậy, nghĩ đến cho ảnh. Tôi đi về tôi mua quà cho mấy đứa cháu mình, cũng nghĩ đến quà mua cho cháu ổng. Đây nè, đó. Tôi chồng rớt cái xì của tôi. Trời ơi. Đồ nhựa chợ lớn này chị thấy không? Thấy anh sao tốt không? Đi ra đi mua đồ chơi cho cháu, của ảnh còn cho cháu mình nữa. Ê nói nghe. Cái cháu anh ở bên Mỹ đồ chơi thiếu gì mất mớ gì mua cái nhựa này gửi qua bên chị. Trời ơi chị Năm không biết cái nhựa chợ lớn bây giờ khắp thế giới luôn. Ở bạn người ta xài nhựa chợ lớn không hả? Thôi đem vô trọng cắt đi. Rồi, mấy nhỏ vô. Về chơi. Rồi. Dạ. Lâu quá không có gặp ông. Trời ơi đi ở trển miết à nha. Trời ơi thì nói tao nói Sài Gòn nó Năm có nhiều. Dạ cảm ơn. Năm biết sao không? Ở Sài Gòn bây giờ tôi nói cái gì nó cũng lạ hết. Lạ nhất là cái này nè. Gì? Mình hả? Mọi năm á mình trưng cái ngũ quả là cầu dừa đủ xài. Đúng rồi, đúng rồi ông. Ở dưới quê mình là đại gia mà. À. Năm nay mình bỏ trưng cái ngũ quả đó cho bậy, tôi. Bậy, tại sao lại bỏ trưng cái đó? Đó là phong tục của ông bà có. Mà. Mình trưng cái khác mình nè. Trưng cái gì khác? Tôi đem về rồi. Ông sao có nhiều chuyện lạ vậy ông? Đây nè. Đây ông chơi nổi hả ông? Vụ gì nữa? Từ từ coi. Gì đây? Cái gì? Năm nay mình trưng 4 thứ thôi. Cái gì? Cầu xài xả ga. Trời ơi. Đây. Cầu xài xả là xả. Đây rồi gà trời đất ơi. Cái này lạ nè bà quý vị. Ê cầu xài xả ga. Vậy là bỏ cầu vừa đủ xài. Ừ nhà bình, tôi có tiền mà cái bình ga mày để bàn thờ mà đốt nhang làm có phùm ngon lành à nha. Anh Năm thì nói tầm bậy không à, ga nó xì một cái là nó nổ chung hết trơn cái nội à. Nói nghe, đừng có chưng cái này là xưa rồi, tôi chỉ chưng cái này, ai dòm vô thấy già ông cũng đẳng cấp hết á. Trời ơi, chưng cái gì anh Năm? Chưng một sâu tiêu với một bịch hột điều là ngon lành. Tiêu điều? À. Ông nội ơi, đây, anh em về nhà ông chưng đi. Anh Năm này lớn hoài à. Dở. Bậy bạ. Bây giờ anh nói anh chưng bình ga nổ lên là tiêu điều chứ sao? Thôi ơi, ảnh thích chân tiêu điều để ông chân đi mệt quá. Thôi sửa soạn đi vô tắm rửa đi, đây cô rước ông bà nữa. Gì mà nó đòi nè tôi tắm nữa vậy trời. Thì đi vô để okay, tắm rửa. Ok rồi tôi vô tôi bà. Tắm á. À, có ai muốn gỡ cờ cuối năm không nè? Trời ơi rau nữa. Gì vậy anh Năm? Tránh ra. Khiêu khích tôi hả anh? Gì khiêu khích? Trời ơi anh gì anh nói sao cờ tướng mình chơi hoài mà đâu phải lúc nào anh cũng thắng đâu mà anh kêu là gỡ sao anh? Có bao giờ mà ông thắng đâu, bữa nay tôi cho ông cuối năm cơ hội đó. Trời ơi, ông thích là tôi chiều, mà ông liều là tôi chích. Trời ơi, kỳ vậy hả? Không, tôi nhết là tôi qua tôi chơi với anh. Nè, mấy ông làm ơn chơi cờ, chơi cho nhỏ nhẹ nha. Chứ chơi cờ mà kể lộn hoài tôi chán, dễ sợ à. Quá mấy bà làm như tụi tôi là con nít đi vô ủ đồ, lát tôi mặc tôi nó cúng không bà. Dĩ hòa, dĩ quý nghe ông. Tôi biết rồi. Hai ông lại sáp lại là có chuyện à. Thôi mình cứ nhây nhây rồi vô ủ bộ đồ vest cho tôi. Rồi. Biết rồi, vô. Dĩ hòa, dĩ quý nghe ông sao? Trời ơi, được rồi. Xếp cờ vô đi cha nội ơi. Trời ơi. Quýnh trận này. Sao vậy? Hả?
Tôi đi mấy ngày rồi không ai chơi với ông nhớ đúng không? Mày đặt rau rồi cho tôi cơ hội. Tôi với ông khắc khẩu, quýnh cờ thì để giải trí tuổi già. Tôi nói anh nghe, mình bây giờ lớn tuổi rồi mình phải điềm đạm, ông hiểu không? Ờ. Đó, giờ anh chọn quân màu gì? Tôi chọn, cho anh chọn trước á. Thôi anh chọn trước đi. Nếu mà anh nói vậy thì thôi tôi chọn quân xanh. Vậy là anh thua xanh mặt. Chưa quýnh mà biết tôi thua xanh mặt. Anh chọn quân đỏ. Ờ. Vậy là coi chừng lát vô thế bí cái anh thua học máu à. Anh đó nha. Hết rồi thôi. Điềm đạm. Mời đi trước. Ừ. Anh đi đi. À, nó mới làm gì vậy bà anh vậy? Có chừng rồi thách. Ra đây nói nghe nè, ra đây nói nghe nè. Vậy vậy. Nè nè. Vô vậy. Tubi skin care. Tại nãy con dâu tôi bển nó gửi về hổm á, cứ tôi lấy tôi xài thử chút. Trời ơi, tôi nói nó mịn da mặt tôi. Rồi bây giờ con dâu tôi nó có gửi về cho bên gái của chị á, một bộ này nè. À. Lấy xài thử đi chị Năm. Có tôi xài được không? Được. Trời ơi, chị thấy da mặt tôi không? Rồi tôi láng quá trời láng. Sao tôi già rồi cái da mặt nám quá bà ơi. Chị xài cái này đi. Được rồi, tôi nói con dâu tôi gửi về chưa? Tài tử nghe. Bỏ vô đi, bỏ vô. Nè nè, nay 30 rồi. Ngồi uống nước bạn vô coi. Ngày mai mùng 1 á chị 2 giờ đó chị có lại chỗ mà đờn ca tài tử không? Dễ gì không có chị. Ừ. Cái món ăn tinh thần của tôi mà dễ gì không có. Ừ. Trời ơi, chuẩn bị sẵn rồi. Vậy ha. Giờ tôi quất một câu cái là chị tối lại nghe không? Ừ. Nghe nè. Em là con gái nhà Mân, chân đi dép kẹp, mặc quần lạnh đen. Hay. Anh hỏi em sao da trắng như bông lại, tóc em đen mượt. Tóc em đen mượt, có người cài kẹp trời. Nè, chị nghe tôi đối lại nè nghe. Tóc em đen mượt để dài, nhờ dầu dừa bồ kết nên anh nhìn như suối mơ. Em xin anh đừng có buông tơ, làm cho tóc rối. Làm cho tóc rối hết mơ vậy thì đã quá. Đần ca tài tử, uống đi chị Năm. Con ngựa tôi đâu? Con xe đâu? Cái gì vậy? Con xe đâu? Con xe gì? Đó, con xe. Ê, ông Sáu, ông Sáu. Con xe gì? Đây nè, tôi để con mã lên. Ông dớp con mã tôi thì tôi gài con xe, tôi chiếu tướng. Bây giờ con xe đâu? Ở đây cờ. Cờ ăn không thấy con xe đâu. Ừ, con xe đâu nó rớt ở đâu đó, nó không chừng trời ơi. Nó rớt ở đâu đó Năm chứ đâu có đâu mà. Khoan. Cái gì? Ông đứng nghiêm tôi coi. Nghiêm. Tôi biết gì? Cái gì? Đâu? Ai đừng có chụp bay tùm ba chút tùm lum tùm la cái gì vậy? Đây. Hả? Con này con gì đây? Con gì đây? Con gì? Ông Sáu. Con gì? Con cờ. Thì cái này là con cờ. Ê, con cờ mà ông nói theo kiểu con cờ nhấn nhá kiểu này. Ê, cái chữ cờ là âm cái, kế bên cái chữ cờ là cái gì? Ê, ông lợi dụng nó tụt phải không? Ông chơi tụt phải không? Ông nói bậy nó bạ phải không? Năm. Nãy giờ có một mình anh suy diễn là tụt thôi chứ. Cái này là con cờ, tôi nói là con cờ chứ. Rồi với anh nói tôi nói tục là sao anh? Mà anh chơi anh giấu cờ phải không? Vô thấy biết anh giấu cờ ha? Không có, coi chừng hiểu lầm nha, nha. Anh hiểu lầm rõ ràng. Hiểu lầm rõ ràng. Anh nói gì? Cái nói kìa, con là gì? Con gì? Con xe mà. Ừ. Đúng không? Xe thì nó muốn chạy đâu, nó chạy. Trời đất ơi. Đúng không? Trời ơi. Tự nhiên giờ anh nói đâu? Anh thấy con cờ đâu? Thấy lại từ con. Lấy. Nè, xe là có người lái mới chạy được nha. Chứ không phải tự động nó chạy nha. Tự nhiên sao con xe nó lại chạy vô hạ bộ ông à? Hả? Này là dấu rõ ràng là mà còn chấm anh à. Xe robot á, xe tự động nó tự chạy đó. Cái đó ở bên Hoa Kỳ, còn ở đây không có. Thôi ông Sáu ơi, nhìn vô vậy là thấy ông bậy rồi đó ông Sáu à. Có bậy gì? Ông bậy đó. Bậy cái gì? Bậy cái con cờ này nè. Ông làm cho tôi mắc cỡ quá ông Sáu à. Thiệt tình kỳ quá, biết tính anh Sáu không ở chân thua là ăn gian liền, ông nhịn đi. Dẹo không chi giống ông nhục. Thì biết rồi, nhưng mà ông này ông làm quá đó. À nói cảm, vậy đó ông nghe. Cảm ơn chị Sáu đã vạch mặt chồng chị. Dạ.
Coi như bữa nay là cuối năm rồi. Coi như là tôi thắng trận này rồi. Không có kịp gỡ đâu. Vô thay đồ. Vô bà cờ coi như thắng đâu. Vô đi. Ông đón giao thừa mà vui quá. Quýnh cờ ăn gian mà còn nói chuyện không có văn quá. Trời ơi. Là tình hai cái ông này. Anh đó nha. Anh rủ tôi cờ ra đánh cờ mà. Muốn tôi cũng có thèm chơi với anh nữa đâu. Giờ làm gì? Quê là khó quê. Quê rồi vẫn còn quê. Trời ơi, rủ tôi cờ, đánh cờ đã rồi, giờ nói tôi vô văn quá. Trời, nói tôi vô văn quá, tôi làm cho không có văn quá luôn. Alo, alo. Một hai một hai. Cho banh sát luôn. Rồi một chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Chàng hiu hắt đến nằm ca nhan sắc, tâm hồn đang trắng chân. Sao ông im re vậy ta? Qua bao năm rêu xanh còn phụ kinh. Cái gì vậy? Trời ơi, đang tắm chạy là quá chi vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Tắm mà cũng không được với ông luôn á. Mình mấy xà bông không mà làm gì ra đây chứ vậy trời. Trời ơi, mở bên đi nhạc, cà giật, sao chịu nổi. Ông mắc kinh thâm hả ông? Ông để cho yên ổn, tôi tắm rồi. Tôi vô thay đồ lát ra. Trời ơi, 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 trời. Hàng xóm, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết hả? Ông là ông năm thời sự hả? Được, tôi cho ông đầu năm có tin tức nóng hổi luôn. Được. Phone mới, sim mới. Lần này, tôi cho nhà ông trái luôn. Anh năm cưng. Chiều mùng 1, chị năm đi đờn ca tài tử. Anh nhớ đến thăm em nhé. Gửi luôn. Còn sao? Gì vậy? Làm gì đó? Hả? Cái điện thoại của thằng con gửi về ông cho tôi mượn đi. Mình mượn làm gì? Mình đâu có biết xài đâu. Cái này nó hiện đại lắm. Không biết xài mà ông cũng chỉ cho tôi xài. Tôi chụp hình cho lấy le Tết coi. Xài chút thôi nha. Ừ. Chờ một chút. Gì vậy? Để tôi mở khóa. Vậy hả? Nè. Ừ. Chụp hình. Ừ. Cái này ắc xì hình đẹp lắm á. Rồi, rồi 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 tôi thấy rồi. Nhớ cẩn thận nha mình. Ừ. Hai đứa vô một cái nữa. Không. Tự sướng. Ừ. Cẩn thận nha mình. Ừ. Trời ơi, đã quá trời luôn. Cái điện thoại thiệt là đẹp vậy đó. Con của tôi, đúng là được hết. Con tôi. Gì vậy anh Năm? Trả đồ chơi. Sao trả? Thôi, tôi không muốn con cháu tôi chơi đồ của mấy người ích kỷ tặng. Anh mới là ích kỷ nhỏ mọn đó anh Năm. Đồ này á, là vợ chồng tôi mua về để làm quà cho cháu ngoại anh. Có gì đâu mà anh... Trời ơi là trời! Gì vậy? Trời ơi là trời! Trời ơi là trời! Gì nữa trời hả? Ơi. Trời ơi! Thay đồ mới rồi ha? À. Đứng lên coi. Sang trọng quá ha? Trời, tôi mặc bộ đi đúng cúng đình. Mấy người đàn bà giá dòm còn thèm chảy nước miếng á. À, ngon cơm quá mà. Bởi vậy ta nói... Tưởng dân sâu tôi nói sợi dây dài hay đâu dính cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Trời đất ơi bà ca đã ha. Cái giọng này hồi xưa tôi mới cưới bà là số 1 á. Bây giờ có con khác nó hay hơn tôi phải không? Con nào con này thôi không có con nào hết á. Ba má ơi, hương hồn ba má có linh thiêng về để chứng giám. Hồi xưa ba má cản con lấy ảnh mà con vẫn trốn theo. Bây giờ con biết ba má cản con là đúng. Ba má tha lỗi cho con. Gì vậy trời ơi, tôi là rể đông sàng tốt mà. Đông sàng hả? Chị Năm, chị Năm hả? Gì bình tĩnh nói. Bình tĩnh chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Bây giờ tức quá. Chuyện gì?
Chị coi nè, con nhỏ nào nó gan nó dám nhắn tin vô cái điện thoại của ổng. Nó hẹn ổng đi gánh nước đêm trăng là chị vậy coi vậy hả? Đâu đâu tôi coi coi. Hả? Coi đi. Anh Năm cưng. Trời đất ơi, anh Năm, tôi đâu có ngờ anh lại một người sống thanh cán bộ vậy anh Năm. Không có ai cưng tôi, tôi có bà này cưng thôi, tôi không có biết là mấy người lầm rồi đó. Lầm cái gì mà lầm? Chị Năm ơi, tôi khổ quá. Sao khổ? Tôi khổ quá. Bình tĩnh chị Năm. Chắc là tôi phải đi. Chị Năm, chị định đi đâu? Lối đi đó tôi chưa định được. Hả? Nhưng tôi phải ra đi vì lòng tự trong. Trời đất ơi. Nhưng chị đâu phải là một cô gái giang hồ. À, gì mà có nửa đời hương thắng đây nữa. Trời ơi, sao ông nỡ lòng nào ông thần nhắn. Bình tĩnh chị Năm, còn tôi đây nè chị Năm ơi. Tôi chịu hết lời thôi. Tôi nói bình tĩnh chị Năm ơi. Bà lầm rồi. Lầm cái gì mà lầm rồi. Trời ơi, ai nhắn tin tôi đâu có biết. Mấy bà lầm rồi. Tôi giận tôi rung tay hết chị. Chị bình tĩnh lại, chị đứng lên. Trời ơi, cái gì còn có tôi ở đây nè. Sao chị? Sao gì? Bây giờ cái tin nhắn của nó chị coi kỹ lại coi cái số điện thoại nào nhắn vô. Thì chị thấy đó là chị bấm qua chị hỏi lại nó coi. Rung đi. Số điện thoại trong đây. Coi bây giờ để tôi coi giùm cho. Chứ nếu mà chị trả lời là nó biết cái tiếng của chị, nó không có chịu trả lời. Bây giờ bấm. Bấm liền. Bấm ngay chỗ này số của nó nè. Rồi rồi. Đây nè. Đây. Rồi. Tôi bấm rồi đó. Ông chết. Bấm. Tôi thề với bà luôn á. Điện thoại tôi rung. Điện thoại tôi rung chị Năm ơi. Ừ, đang dòng sôi lửa bỏng mà chị, bà bỏ tôi vậy. Bà đi bà tính vô đây đi. Bây giờ chị cầm, chị cầm nó đi. Điện thoại tôi rung nè. Chuyện của bà đó bà tính đi. Anh Năm ơi, có ai giờ ai điện thoại cho chồng tôi giờ này vậy anh Năm? Tôi có biết đâu mà hỏi. Bây giờ chị nghe của chị đi nghe. Rồi để tôi nghe cái của tôi. Nó gọi tới là alo phải không? Ừ bà. Rồi. Alo. Alo. Mày là con nào? Hả? Hả? Nè. Nói chuyện với tôi là phải nói chuyện cho đàng hoàng tử tế chứ không có mày tao môi tớ nghe. Ê mắc mớ gì tao phải đàng hoàng tử tế với mày. Mày nhắn tin mày rù quến chồng tao mày biểu đàng hoàng tử tế với mày sao? Nè cô mới nói cho đàng hoàng tử tế nghe. Tôi bằng chứng đâu mà cô nói tôi nhắn tin cho chồng cô chứ? Bằng chứng đâu hả? Tin nhắn của mày nổi rành rành trong máy chồng tao mày nói bằng chứng đâu hả? Bớt lại. Tôi nói cho cô nghe nha. Bằng chứng đâu tôi không thấy mà tôi thấy giờ này nè. Cô điện lại cho chồng tôi đó. Ê mày nói láo à, tao gặp mày tao bán mày gã cái răng không còn cái răng ăn cháo nha mày. Hả? Ê mày á, nghe mày con kia, mày tưởng mày tán vô mặt tao tao đứng yên cho mày đánh tao hả mày? Rồi mày làm gì tao? Mày ngon mày dám gặp mặt tao không? Mày ở đâu? Tao vô kế nhà sáu đổ nè. Tao ở nhà ông Năm thờ sự kế bên nè. Tao biết chỗ đó. Bây giờ mày muốn gặp mặt tao không? Nhận dạng mày sao? Mày gặp mặt tao đi, mày nhận tao đi. Sao? Mày mặc đồ gì? Tao quần đen áo bà ba bông cam nè. Tao quần đen áo bà ba bông hồng nè, bông đỏ nè. Bao lâu mày tới? Hả? Bao nhiêu phút mày tới? Mày muốn tới tao tới liền cho mày tao tới. Tao liệt mày trong 3 tiếng đếm thôi á. 1, 2, 3 là tao tới liền nè. Ồ. Vậy là mình gọi điện thoại cho nhau hả? Nãy giờ nói chuyện nha hả? Biết rồi. À, cái chuyện này tôi biết rồi. Biết gì chị? Cái hồi trẻ mà Sáu để lòng tơ tưởng đến chồng tôi ha. Bảy. Bây giờ cũng chưa bỏ phải không? Tôi bây giờ với Sáu là gia đình mỗi người yên ấm mỗi nơi rồi mà. Tại sao lại khơi ra cái chuyện này? Bảy. Bình tĩnh để tôi giải quyết. Sao? Chị sao? Hả? Tôi không ngờ chị là một kẻ háo sắc. Hả? Anh nói đi nói lại coi chừng á nghe. Tôi chừng gì? Anh có sắc đâu mà tôi háo. Trời đất ơi. Quá trời quá đất rồi. Để tôi giải quyết. Sao? Tại sao Sáu lại chơi cái trò điệu hổ ly sơn? Đâu có. Sáu rủ tôi đi ca đần thi tài tử hả? Không phải. Để rồi ở nhà tới bữa đó Sáu nói sao đau họng ha? Để tôi đi hát một mình. Không phải. Còn tí chồng tôi. Không phải. Không phải tại sao có tin nhắn vô mày? Tin nhắn này đâu phải của tôi. Sáu không nhắn thì cái số này của ai nhắn vô? Cái số này là... Điện thoại của ai? Của điện thoại của chồng tôi. Hả? Cái này là hệ quả của con cờ nữa nè. Ông Sáu ơi. Ông Sáu. Ra đây. Trời ơi, ông để cho xảy ra chuyện như vậy đó hả? Bước ra đây. Giỡn chơi thôi mày. Năm ơi, trời ơi, cái gì đâu dám giỡn chơi. Ông làm như vậy đó hả? Sao? Ông giỡn chơi cái mửng đó hả? Ông giỡn chơi cái mửng đó. Năm ăn dép đào nè. Cho ông ăn dép đào. Quang, đừng dối giết quang một trang hào kiếp. Nghe lời em đình thô. Quá hay. Thôi rồi, một
hùng. Còn đâu nữa một thời ngang dọc quyết dây dùng cho rõ mặt núi sông. Nhớ năm xưa ta thề câu chỉ ngã em nâng, dẫu tử sanh quyết vẹn nghĩa kim bằng. Mà hôm nay ưu hiện đôi phen giữa giấc đường đành chia tay vĩnh viễn. Hay quá, công nhận vợ tôi hát hay hơn vợ anh đó Năm. Ai trời ơi, vợ anh xin lỗi làm cho nhà tôi tan hoang. Ăn Tết này hả, nhà tôi không bất ổn hả? Hả Năm, anh Năm bình tĩnh. Anh Năm sớm láng giềng anh Năm ơi, môi hở răng lạnh. Cơ môi hở răng lạnh mà cái răng á cắn cái môi hoài à. Trời ơi, thôi Tết nhất mấy ông cái vợ chúng ta vui chứ mà sao anh kỳ quá. Thiệt là khổ ghê này. Ý, hình như là ông trưởng ban. Xin chào ông trưởng ban đàn ca tài tử. Dạ. Nhà làm gì mà vui dữ vậy? Vui hả? À, vui. Dạ. Ngay giờ mong mặc đồ tưởng ca bồi tép sát á. Mặc bộ đồ ra đồng đứng chim không dám lỡ ăn lúa tin không? Chuyện của tôi nghe. Anh Năm. Nói chung là bận cái bộ đồ, cái áo này là tôi thấy rõ giới tính nó lộ ra. Ấy, kiếm tới ông trưởng ban cũng chịu nữa. Rồi. Em nói chơi cho vui. Trời. Quá. Dạ. Không chưa? Dạ xong rồi. Rồi. Bây giờ tôi mới nói nè. Dạ, dạ mời ông lại ngồi. Ngồi đàng hoàng. Dạ. Cái nón của ông Kim Tiến dữ vậy ha. Bà là có duyên lắm đó nha. Đây nè. Dạ. Tôi đi từ xa tôi đã nghe rồi. Nghe gì? Hai ông cộng lại 100+ tuổi. Hàng xóm với nhau mà lúc nào cũng gây lộn hết trơn, không biết làm gương cho con cháu sau này. Hàng xóm là phải biết thương yêu nhau. Không có, vẫn chơi thôi mà. Vẫn chơi mà sao anh vợ vậy chơi đó. Cái gì? Hả? Tôi nghe rõ ràng. Dạ. Gây lộn nghe. Đâu có gây lộn đâu. Hàng xóm phải nhớ, ông bà xưa ta có dạy: cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ tâm đường con hư. Ủa sao nó không có dính líu gì vô cái chuyện của hàng xóm? Ủa tụi tôi là con ông hay ông lại ông dạy câu đó không? Tôi lộn. Hàng xóm là phải nói như vậy. Sao vậy? Nói sao? Tay bưng dĩa muối chấm gừng. Hả? Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Bậy, cái đó, đó là vợ chồng ông rồi. Cái đó còn xa. Cái đó là ông đi xa quá. Tôi giỡn thôi. Đây mới là chính. Sao? Bà con xa không bằng láng giềng gần. Đúng chưa? Câu này đúng. Câu này hay nè đó. Nói rộng áp mình thôi. Dạ. Còn nói rộng rãi hơn, có nghĩa là bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi. À, nữa. Một vàng. Trưởng ban gì mà nói trật ruột vậy ông nội? À, trưởng ban này mà. Nếu mà không nói trật ruột, lấy gì coi? À. Cười cái con khỉ. Bây giờ vậy. Dạ. Ngày mai. À. Sao? 2 giờ qua nhà tôi. Mùng một Tết. À. Làm gì? Mình tham gia cái giải được đờn ca tài tử của ấp. Rồi, tôi biết. Rồi sau đó tôi sẽ vận động bà con. Sao? Nguyên góp tiền để mà xây cái cầu bê tông ở kênh số 3 cho con cháu nó đi học khỏi phải lội sông. Đúng rồi, đúng rồi. Làm cái đó đúng đó. Làm nó hay nè. Tôi nói cái kênh số 3 là cầu khỉ, bây giờ có cầu bê tông là ngon lành. Mấy đứa nhỏ đi học mấy năm trước nước lũ cuốn, trời ơi có nhiều phụ huynh tụi nó bỏ con vô bịch ni lông. Trời ơi, thấy tội cái bịch ni lông lội qua sông, tôi thấy tôi ứa nước mắt luôn. Không đứt ruột đứt gan vậy đó ông. Ủa Năm, cái này sao anh biết hay vậy? Tôi báo luôn hả? Tôi coi trên mạng YouTube đó ông nào, giờ hỏi hoài. Ông sáu nổ này không có tin tưởng hàng xóm của mình. Anh là Năm thời sự, đưa tin là phải chính xác. Tin nó có thiệt không? Rồi nữa. Anh hỏi vậy là tôi nói dốc không nội? Cái phụ huynh gì mà cổng con đi qua bỏ bao ni lông nó còn sống không? Nếu mà có chuyện gì thì ông có ăn cháo khuya rồi đó. Trời, thôi. Bây giờ vậy. Bây giờ đóng góp bao nhiêu đây? Ví dụ đóng góp xây cầu hả? Ừ. Tôi nói thiệt đây, việc nghĩa mà tôi đóng 2 triệu đó. Rồi, tốt. Tôi đóng 2 triệu mốt. Tôi đóng 2 triệu rưỡi. 2 triệu 7. Tôi đóng 3 triệu. Chị 5 triệu. 3 triệu rưỡi. Tôi đóng 4 triệu 1 sen. Ê! Chạy đua võ trang hả? Ông kích, ông phóng hả? Chuyện nào mới xong? Ông à, làm gì ông có 4 triệu mà ông đóng? Đi mượn về đóng bỏ cho bỏ ghét. Nữa. Mới thôi. Ông nói đó chơi cho vui. Tết nói chơi cho vui. Sớm mà cứ giỡn hoài. Đây. Bây giờ tôi phải về trước ông bà. Tôi không có thời gian nói chuyện nhiều. Okay. Bây giờ trước khi đi tôi xin chúc Tết các người trước. Tôi chúc anh. Chúc cái gì? Sang năm. Đây nè, mình xây cầu. À. Mình xây cầu là bên mình phân nửa là mình đóng góp.
đúng rồi. Nhắc tôi mới nhớ. Phần nữa là bà con đóng góp. Dạ. Phần nữa là công ty tài trợ người ta đóng góp. Ai tài trợ vậy ông trưởng ban? Công ty nhựa Chợ Lớn. Tất cả vì trẻ em thân yêu. Người ta làm ăn như vậy, người ta lớn, người ta đóng góp vậy, người ta còn không nói gì. Tự nhiên mấy ông có mấy triệu một bạc cũng kiếm chuyện lên. Thôi tụi tôi giỡn mà. Thôi năm mới chúc ông trưởng ban đơn ca tài tử mạnh giỏi, sang năm mà áo chim cò. Tôi chúc ông sang năm đưa tin tức cập nhật chính xác. Cảm ơn. Và cũng chúc sáu nổ sang năm bớt nổ giùm. Và xin chúc tất cả bà con cô bác ở đây một năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng. Nhà cửa là xong xuôi rồi ha, xong xuôi tươm tất, ít nhất phải như vậy chứ. Mình là năm đại gia mà, thấy không? Đây rồi. Alo. À ha, bảy hốt ghê đó hả? Năm hot boy đây. À, gọi cho bảy là mời đám cưới thằng con trai. Ừ, trời ơi, 30 tuổi rồi mới lấy vợ được. Mừng quá. Tháng tới nha. Ừ. Thôi, chỗ tôi với bảy thân thiết quá nhà. Coi như người trong nhà mà quà cáp làm chi. Khỏi chuẩn bị gì hết. Cho cháu nó 5-7 ngàn đô được rồi. Ừ, vậy ha. Rồi thôi bye nha. Xong xuôi. Ai à, nghĩ là cũng thấy đỡ lo. Có thằng con năm nay là 30 tuổi rồi ha. Vậy mà chưa có vợ, rốt cuộc là cũng kiếm được con nhỏ cho nó. Ai, nghĩ tới nó mà nghĩ là cái thân mình thấy buồn. Mình đâu phải là xấu xí gì, tôi cũng đẹp trai gì chứ bộ, thấy không? Phong độ nè, có duyên nè. Oh yeah, tươi xanh nè, phải không? Vậy mà không ai, từ hồi bả mất đi là không ai thèm ngó tới. Giỡn chơi vậy thôi, chứ có người yêu tôi nữa nha, vừa đẹp vừa nổi tiếng nữa đó. Biết ai không? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Yêu thầm, lo cho tôi lắm. Trời ơi nè, mới tuần trước nè, thấy tôi còn mệt, thấy không? Nó là mua một đống đồ ăn đem tới cho tôi. Trời ơi, mấy người đồng nghiệp, mấy người bạn nói trời ơi, sao Duyên thương ông quá vậy? Đâu có biết rằng là sau khi tôi ăn hết đống đồ ăn đó, sao Kỳ Duyên tới, anh ơi, cho em xin 500 tiền đồ ăn đi. Bây giờ khó hiểu lắm, lòng dạ đàn bà mà. Đáng lẽ là tôi đáp lại tình yêu rồi đó, chứ ngặt cái là tôi ghét. Đi theo một Trấn Thành, thấy nó trẻ theo, tôi ghét. Quê quá, không có chấp nhận luôn. Bây giờ tôi đừng bây giờ mà nhắc Kỳ Duyên với Trấn Thành trước mặt tôi nha. Đấy, buồn là phải hát. Hát những bài hát mình tự sáng tác, tự chế luôn. Thầy coi. Hãy đến bên ta đêm nay càn chén rượu nồng, tin uống cho say để lòng ta quên lãng đi. Ơi dấu yêu người giờ đây đã bỏ ta đi, để cho ta buồn ta uống mãi thôi. Thôi, thôi, thôi. Thôi hãy nâng lên với ta một chén rượu nào. Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say. Trong trái tim này giờ đây đang rất yêu em. Chưa nghĩ ta say ta không biết gì.
vui lắm lại còn nói nhiều. Giờ còn bị thêm tiểu đường. Kỳ duyên của ta ơi, sao nói đối xử với anh kỳ quá vậy. Nghe nói trấn thành không phải đàn ông mà ở kế bên em không làm được mẹ gì. Ghét cái khác gì được. Chạy đi em Nam ơi. Cái gì vậy? Chạy đi em Nam ơi, chạy đi, chạy đi. Cái gì vậy? Ai vậy? Chạy đi đừng có hùa nữa, chạy đi. Chạy đi. Ôi, mệt quá. Bỏ cái đèn đó cho anh nhanh. Cầm cái đèn chứ được mày. Chạy lại đi. Chạy bên kia đi. Đi. Thôi gãy đi. Bây giờ có chết nó không chạy nữa. Mệt còn chết rồi. Có tự nhiên nhà tôi chạy tới chạy lui vậy ông nội. Nguy hiểm. Hả? Có chuyện xảy ra rồi. Nguy hiểm chuyện gì? Nguy hiểm chuyện gì? Ông tét cái đờn chứ ông đờn miết đó ông nội. Muốn chuyện với cái đờn miết. Ông Mười à, cái chuyện gì vậy? Chuyện xảy ra rồi. Chuyện gì? Nguy hiểm. Cái gì? Câu chuyện này ảnh hưởng tới toàn nhân lụa, không phải mình tôi. Toàn nhân lụa ảnh hưởng, không phải mình tôi, không phải mình ông. Câu chuyện này ảnh hưởng phụ nữ có, con nít có, người già có, đàn ông có, đàn bà có, khúc giữa có. Khúc giữa gì? Thiệt. Khúc giữa là sao? Bê đê. Có. Thôi anh bình tĩnh đi, ngồi xuống đây uống miếng nước là nói. Không có ngầu được, này. Không có ngầu được. Câu chuyện này nè. Hả? Đây là một câu chuyện vĩ mô. Câu chuyện vĩ mô không phải là câu chuyện tầm thường. Hắn ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. Đây là một trong những câu chuyện mà ảnh hưởng tới người giữa có, người già có, phụ nữ mang thai có, con nít có, đàn ông có, đàn bò có. Khúc kia biết rồi. Đó. Ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. Đây là một trong những câu chuyện đó là ảnh hưởng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Anh nói gì tôi không hiểu gì chứ anh Mười. Không thể nào chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được một câu chuyện mà đang ảnh hưởng tới lùa người trên toàn nhân lụa. Một câu chuyện đau đớn sắp xảy ra mà có một người đứng đây vẫn nở nụ cười trên môi. Không chấp nhận được. Tôi cười hồi nào? Tôi xin nhấn mạnh là một lần nữa. Ừ. Đây là một trong những câu chuyện ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. À. Nó nguy hiểm, thế giới sắp đi vào ngõ cụt, tất cả chỉ còn là tro bụi, tất cả chỉ còn là tro bụi. Cái gì vậy? Tôi xin nhắc lại một lần, đây là một câu chuyện ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. À. Phụ nữ có, đàn ông có, người già có, con nít có, khúc người giữa, lớn có, khúc giữa có, khúc giữa kệ cho anh đi. Cái gì vậy? Tôi xin nhắn mạnh, tôi không thể nào chấp nhận một người mà câu chuyện đau đớn sắp xảy ra cho người ta mà đứng đây vẫn nở nụ cười trên môi. Tôi cười thế nào? Cái miệng không cười mà cái bụng không cười. Tôi trời ơi, tôi khổ quá rồi. Anh nói, anh làm ơn anh nói từ từ lại, anh bình tĩnh, anh nói tôi nghe của anh Mười. Mười khó. Mẹ chả chả mát như cái đinh rách cho cái quần. Ơi, khổ quá. Con có bị gì không? Không đang đâu, có bảo hiểm rồi. Vậy hả? Bảo hiểm không? Ừ. Rồi, nói tiếp tôi nghe chuyện gì. Đây vậy? Là một trong những câu chuyện nó ảnh hưởng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Tôi yêu cầu anh phải tập trung tư tưởng để bàn về vấn đề này. Đây là một ngõ cụt, thế giới sắp điêu toàn, lùa người trên bờ diệt vong. Cái gì ghê vậy ông nội? Chuyện này chuyện lớn xả ra, không thể nào chấp nhận những con người mà thờ ơ với nỗi đau của nhân lụa. Tôi không bao giờ chấp nhận. Chấp nhận gì? Thờ ơ với nỗi đau của nhân lụa. Là sao? Đây là một câu chuyện đào. À, ý nói là câu chuyện này nó ảnh hưởng tới thiên văn hạt. Chữ cho ông bạn khoa tiếng nghe. Ai biết là sao ông nói sao tôi học lại gì cho tôi. Chữ cho ông khoa tiếng nghe. Sao cái chuyện nó sao? Đây là một câu chuyện ảnh hưởng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Rồi, công dân giáo dục. Giáo dục công dân. Công dân giáo dục. À, giáo dục công dân. Vẫn mặt hả? Tôi đã nói đây là một câu chuyện đau đớn sắp xảy ra trên toàn nhân lụa. Rồi, nhân lụa, ừ. Đó, rất nguy hiểm, không thể nào mà cứ ngồi đây mà thẳng thờ như thế được. Tôi hiểu rồi, nhưng mà chuyện gì anh phải nói tôi mới biết chứ. Bộ tới. Hả? Bộ tới. Bổ là chém đó hả? Cái gì vậy? Tôi không biết tôi mới hỏi chứ bộ. Tôi nói là sắp có bổ tới. Ở bổ cái gì? Tức điên thiệt chứ.
Mà người Việt Nam mà phải phiên dịch hả? Ủa, tôi không có nghe, tôi không có hiểu, tôi mới hỏi ông mà. Tôi nói là có một cơn bộ sắp ập đấy. À, bão hả? À, đã vậy nói vậy? Thì phải nói là cơn bão. Ông người miền Đông, tôi người miền Trung, người bộ, bão, bão vậy. Bờ, a, ba, ao, bao, ngã, bão. Đánh dần lên coi. Bờ, ba, bao, ngã, bộ. Ủa, dẹp đi. Bác cười quá. Mỗi người ở một cái khu vực. Cái đang bác được. Thôi được rồi, 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 bảo bảo tới, sao mà sao anh biết được? Sao anh biết được bảo tới? Hả? Cái gì vậy? Hả? Nỗi đau của dân lụa mà cái hổ biết. Sao vậy? Cái gì mà anh méo máu vậy? 1500 hở lý nữa. Bộ sẽ ập vô đất liền. Trời ơi. Nỗi đau của dân lụa nó sắp đánh rồi. Mà có chỉ con người thờ ơ, vẫn nở được cười trên mau. Cười con khỉ. Ông đẩy cái miệng tôi lên quả cười cười gì? Đây có cười đâu. Bộ đánh rồi. Tôi tự giới cho Diệt Vong. Ông coi này thấy bảo tới phải không? Bộ tới đâu? Lùa người trên bờ Diệt Vong. Đây là một hiện tượng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu dối vô công dân. Không thể nào chấp nhận những con người mà. Im đi. Bộ tới đâu? Tôi chết rồi. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Tôi không thấy mẹ gì hết. Tôi thua vậy. Làm không thấy. Tôi đâu có thấy gì đâu. Tôi đẹp quá. 1500 hở lý nữa. Bộ sẽ ập vào đất liền. Đây, mới đập bố hồi sáng thấy. Cái lý do chứ. Tôi đập ông đó nha. Tào lao. Tí là bao ghét vô sẽ thấy được. Chưa nghĩ rằng 1500 hải lý mà mát ông nội ông hay là thấy được. Ông lộn như thiên lý nhỏ. Khỉ. Nói đại được tờ báo thì bắt cho tôi muốn lồi con mắt. À. Trời đất ơi, người ta nói bão sắp tới thôi mà ông làm gì dữ vậy ông Mười? Đó, thấy chưa? Cua thường thiên nhiên. Sao? Cua thường thiên nhiên. Nè, sắp tới đám cưới con trai ông đúng không? À. Ông có nhớ cái đám cưới nằm ngúa của con bà bả không? Nhớ. Bà bả da che đó. Biết. Tôi nói là bộ tới không ai tin tôi hết. Phớt lờ cái lời nuốt của tôi. Đúng ngay cả ngày cô gia chú rể làm lễ lấy cái bánh kem chu cho ca sĩ đang đứng hát. Bộ tới ồ, ca sĩ ba bắt tiêu mà vẫn còn tiếng hát. Ủa sao vậy? Xa đi điều tra mới biết ca sĩ hát nhé. Thế không? Khổ quá, bởi vậy. Còn bây giờ sao bảo tới thì làm sao? Sao không biết chắc được? Đây. Cái gì? Cầm giùm tôi coi. Cái gì vậy? Ê. Cầm thử nó, tôi cầm tới đây. Đây, đây, đây. Ông tàu lao. Đây, hãy tưởng tượng nè. Hãy tưởng tượng. À. Cái bàn tay tôi là bản đồ của thế giới. Ờ, hiểu. Tên tiếng Anh là The Map of the World. À. Đó. Tên, đây, anh nhìn đây. Hãy nhìn kỹ vào đây. À. Khu vực trung tâm. Cái gì vậy? Ông làm gì nữa? Tôi dính bụi, tôi phủi, tôi mới thấy. Bụi cái con mát ông, cái mục rùi màu đen ông ơi. Ai biết. À, xin lỗi. Chờ giáo. Mấy em muốn rìu hả? Sao? Cái mùi mắm tôm. Hãy nhìn đây nè, hãy nhìn đây. À. Đây là bản đồ thế giới, đây cái chấm đen này là Los Angeles. Hả? Cái chấm đen là Los Angeles. Los Angeles. Thì đó, đúng rồi, Los Angeles. Nói lại. Los Angeles. Los Angeles. Ông muốn nói gì kệ mẹ ông đi. Đó, hả? Hãy tưởng tượng này. Cái chấm đen là Los Angeles. Rồi. Sao cái chấm đen này là Argenti, Argenti, Argenti. Orang Cauti. Đó, Argenti. Orang Cauti. Argenti, đó. Ông muốn nói gì thật rồi. Rồi, trong cái chấm Argenti là nó có một cái chỗ là qua cảng gò. Nơi chúng ta đang ở. Còn ở đây mấy chục năm chưa tôi nghe cái location nào mà ba cẳng gà trên. Ba cẳng gà, ba cẳng gà. Cái gì? Ba cẳng gà. Làm gì có ba cẳng gà má? Ra không có, ở trên bản đồ thế giới có mà đang ông không biết. À, tôi biết rồi. Bé chân gà. Mà người ta hay đọc là bé chân gà đó. Chân chứ phải cẳng hả? Ờ. À. Chân cẳng cũng là một thôi. À, thôi, muốn nói gì đây, nói đi. Hãy tưởng tượng. Đây là cái chỗ ba cẳng gà. Ừ. Đó. Sẽ có một cơn bộ nó từ tiếng cực bắc của trái đất. À. Nó sẽ hình thành lớn mạnh. Sau khi nó hình thành lớn mạnh thành cơn bộ trước đó hay gọi là ốp thấp nhiệt đới. À. Thì ốp thấp nhiệt đới nó gặp các luồng đối lưu, sau đó nó di chuyển, nó chạy dòm xuống đây,
ai ở chỗ Los Angeles, nó sẽ di chuyển vô đây, chỗ này gọi là Argenti, đó, vô sau. Muốn nói gì nói kệ em đi. Nhưng mà ông có hình dung được không? Tôi hình dung được rồi. Nè, cơn bổ ở đây, ở tên cực bắc của trái đất. Từ khi ối thấp nhiệt đới, rồi nó hình thành các dòng đáo lưu, hắn gặp các cơn bổ khác, cũng tạo thành một cơn bổ từ cấp 1 lên tới đại học. Đó, rồi nó di chuyển. Bảo dù cấp 1 mình lên đại học ông nội. Thì cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì mình học xong phổ thông, cấp 3 là mình lên đại học thôi. Tập trung ra. Rồi tôi rối não rồi đó. Khi cơn bổ đi ở đây, hắn tập trung ở đây thì hắn lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 là lên đại học. Rồi nó hình thành một con bổ khác ập vô, rồi nó sẽ di chuyển xuống đây là cái chỗ Los Angeles. Nó sẽ di chuyển xuống đây. Hiểu không? Hiểu, hiểu. Có hình dung được không? Rồi hình dung. Tôi khó hiểu quá. Nó chứ là cái bàn tay nhỏ tôi không biết. Tránh ra. Yếu địa lý. Đây. Hãy nhìn đây. Đây là quả địa cầu nơi chúng ta đang đứng. Làm gì vậy? iPhone. Khám to không ra. Đó, đây là gì? Gì? Đây là gì? Nước biển. Ông tồ lô quá. Màu xanh không phải nước biển, không lẽ xanh dứa hả? Tôi hỏi là đây là cái khu vực nào nè. Thái Bình Dương. Đó, mình nghiên cứu bên đại Tây Dương nè. Đây, đây, hãy tưởng tượng một cơn bổ lớn. Nó từ ốp thấp nhiệt đới hình thành đến đây. Rồi nó lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 là bổ rất mạnh. Rồi nó vượt qua cấp 3 là nó lên đại học. Rồi nó chạy qua đây, nó dòm xuống đây, nó dòm xuống đường xích đồ. Hiểu không? Xích đạo. Đúng rồi, chỗ bán xích đu đó. Cái gì kỳ vậy? Thì kỳ mẹ, thì bán cho tôi có bán là mà hủ mía. Tập trung cân bộ sắp đây. Rồi. Nó nói chuyện tới mày chứ. Khi cân bộ nó hình thành từ đây, nó chạy ngang đường xích độ, rồi nó chạy xuống đây, nó gặp các dòng đấu lưu, rồi nó tạo thành cân bộ lớn, nó ùa vào đây, nó ập vào đất liền, nó sẽ khiến chúng ta tan vỡ về tất cả những mộng ước về tương lai. Nó nhấn chìm lùa người trong nhấn lùa, nó nhấn chìm tất cả thế giới, nó chìm đám, chỉ còn là tro bụi là đóng tro toàn. Rồi khi... Nhỏ quá tôi không có hình dung được nó cái sự tác hại thế nào. Yếu địa lý. Đây. Cái gì vậy? Đấy. Hả? Nãy đâu ra vậy? Cái cục kia cán dẹp là thành miếng đây nè. Gì nữa? iPad. Đây. Hãy nhìn đây. Hãy nhìn đây. Hãy nhìn đây. Có một cơn bổ ở trên cực bắc trái đất. Hắn từ là một ốp thấp nhiệt đới. Hắn gặp các dòng đảo lưu. Nó hình thành nó mạnh dần từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi tới đại học đúng không? Không, nó lên tới cô học rồi. Hắn mạnh nó lên tới cô học luôn. Rồi sao nó dòng xuống đây, hắn sẽ đi ngang đường xích độ. À, chỗ bán xích đu gì? Không, bây giờ nó chỉ còn bán xúc xích Đức rồi. Hắn chạy. Mà bán xúc xích Đức? Hắn bán cho tôi đâu có bán đâu mà hủa hủa hò hà vậy. Rồi nó chạy xuống đây nè, hắn sẽ dòng ở đây, hắn tội thành bộ lớn. Ngay cái ngày đám cưới con của ông là tháng sau, hắn sẽ ùa vào đây cúng trâu tất cả. Đó, cho nên bây giờ là đừng có đám cưới ngày đó, phải dời lên tháng này đám cưới luôn. À, tôi hiểu rồi. Hồi nãy giờ là ông, bữa nay ông tới đây là mục đích là ông nói là bảo tới tôi phải làm đám cưới sớm hơn đúng không? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Vậy thì vô đây nói đại một câu ngắn gọn đi. Ha? Là bảo tới làm đám cưới sớm, hai câu ngắn gọn, làm gì bắt tôi chạy tới chạy lui rồi. Đây là thiên văn họt. Rảnh quá. Vô núi Hà Cao rồi lái chi cua. Gì? Núi Hà Cao rồi lái chi người ta cua. Câu gì? 500 đô một vé chứ ít hả? 500 đô một vé chứ đâu có ít. À. Tồ lô. Không hiểu gì về con người. Lần đầu tiên xuất hiện cho núi già già chút chứ. Cha này cái rảnh ghê. Ơ, mệt quá. Tôi hiểu rồi. Để tôi gọi chị xui tôi một cái. Gọi cho bỏ thằng bố đi. À. Alo. À, 6 hot dog hả? Trời. 5 hot hết bôi nè. Bây giờ cái tình hình vậy nha. Anh Mười khó anh mới báo tôi biết là bộ tới. Bảo tới ra tháng tới. Thành ra mình phải làm quỷ cưới. Hả? Quỷ cưới. Quỷ cưới nha. Cái gì vậy? À. Giờ cưới. Giờ đám cưới. Trời ơi cái ông này cũng nói tôi bị liệu. Giờ đám cưới sớm nha chị. Ừ. Dạ. Ủa chị biết rồi hả? À, bà biết rồi. Đâu, bà nhiều chuyện ghê hả? À xin lỗi không có chị. À, vậy đó gì ha? Cái gì mình gặp nói chuyện sao? Dạ chào chị. Đâu được chưa?
Rồi, xong rồi. Châu cho. Hay nhá. Không có tôi bố là không nhận ngại. Bởi vậy nhờ anh quá, cảm ơn anh nha. Đứng không là cô Giao biến mất luôn á. Bộ tới vô cái thỏ cái rầm cô Giao ba mất tiêu. Bởi vậy. Hay. Rồi, ủa con ông lấy đứa không? Hả? Thằng con trai ông lấy đứa không? Ôi thì nó lấy con bà ba đó mà. Con Hương đó. Hương mô. Việt Hương. Thảm họa. Gì thảm họa không? Sao thảm họa? Hết đứa lái hả? Thằng con trai ông hết đứa lái hả? Lái ngang cái con mà đi má ba là chỉ gửi hành lý chứ không có xách ta được. Ủa sao vậy? Bị xách ta là ông xách ta vô trong má ba sang là ông phải mở cái náp ở trên đầu ông nhét hành lý vô. Mà con đứa hắn làm như đứng tới cái náp mà mở. Hiểu không? Hiểu vấn đề. Chuyện gì mà cũng nghĩ ra là không mừng. Chuyện có thiệt chứ nghĩ cái gì. Mới tuần trước nè, tôi đi má ba chung với hắn nhưng bàn kiều nè. Sao? Hai đứa hắn đi chung má ba. Còn sao? Thằng đó tôi xuống má ba một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ sao mới thấy hai đứa hắn xuống. Sao kỳ vậy? Tôi đâu có biết. Tôi đâu có biết. Sao tôi điều tra tôi biết. Thường thường hắn lấy má ba là hắn kéo cái vali này. Hắn đi vậy nè. Hắn đi sao hắn lấy á thì đâu có vợ tới. Hắn mới nhờ mấy con tiếp viên hàng không á cầm nhát lên. Ờ đúng rồi. Lúc xuống thì đông khách quá. Hắn đông khách quá thì mấy con tiếp viên bận giúp người khác. Thì hắn với bàn kiều đâu có lấy tới, đứng nhìn thôi. Đó. Đứng nhìn một tiếng đồng hồ á. Hắn nhìn một tiếng đồng hồ. Rồi sang đó hắn mới nghĩ ra cách. Mà hắn thông minh, hay đến thông minh lắm. Cuối cùng hắn cũng xuống được, hắn thông minh. Ủa sao hay vậy? Thì bàn kiều cản Việt Hương lên rồi tới lái thôi. Đấy. Thông minh. Thôi. Thôi kệ em ơi. Nó thấp thấp vậy mà miễn là con trai tôi nó yêu được rồi. Thì đó thông minh chứ. À đám cưới là tôi phải làm hoành tráng. Đám cưới làm hoành tráng hả? Tôi phải làm đúng tổ rồi, chức. Có đứa tôi con là đại gia mà. Đại gia mà. Không có làm nhỏ được. Tiền bọt bao nhiêu đâu. Đây nè. Tôi tính như nè. 7 giờ mời quan khách. 8 giờ bắt đầu chương trình văn nghệ liền. Mà tôi sẽ mời toàn nghệ sĩ nổi tiếng. Không. Quan trọng là ông đỡ phải nhiều bàn mới hoành tráng. À tôi tính đãi 500 bàn. Chù cho. 500 bàn. 500 bàn, một bàn 10 người tính ra là 5 ngàn khách. Thế sao? Tôi giàu mà. 5 ngàn khách tiền phong điếu nhiều lắm đó. Ờ, phong điếu. Cái gì vậy? Quay, cái tiền gì đó? Tiền mừng cưới á, nhiều lắm nghe. Tiền tầm bảy tầm bả không? Xui xẻo. Một người tính đi, 100 đô thôi. Ừ. Không sao, tối tôi ai không đi quà cũng được. Ừ. Tôi giàu mà, thấy không? Không quan tâm. Yeah. Quan trọng là tôi làm cho nó hoành tráng. Hoành tráng hả? Tôi sẽ mời những người sĩ nổi tiếng. Mời người chị nói hai đó hả? Tôi sẽ mời Hoài Linh. Ông Hoài Linh ông bận lắm, làm như có thời gian mà đi diễn đám cưới cho ông. Tồi lô. Nếu ông bận thì tôi mời người khác. Mời đứa mồm. Chí Tài. Ú hát mời thằng mập thù lù. Thằng cái nhịn mạc là không ưa rồi. Mạc nó cháo còn dê nữa. Ông nói về rồi nào ông nội. Chứ chi nữa. Chung cho ra đường là cháo không. Ra đường là cháo không. Mấy đứa nhỏ nhỏ mà cỡ 17, 18 tuổi. Con, cháu không à. Mà hôm nay bệnh húp cháu không? Bệnh húp cháu. Thương lắm, thấy thương. Ông có rửa xấu ông đó nha. Ông không? Ông Chí Tài đó. Ông Chí Tài bộ ông nội ông hả? Nhưng mà ông quen tôi. Ông đừng nói xấu. Kệ cho ông đi, ông dính dáng trong cuộc tình này. Thôi được rồi, bỏ qua đi. Bây giờ không mấy thì tôi... Ông thích ông nói gì phải không? Cái chương trình phong phú. Cái nói nhiệt là phải mời những người mà người ta trẻ trung, người ta nói nhiệt. Rồi, biết rồi. Trấn Thành. Trấn Thành. Mời Trấn Thành đi. Không. Mời ai không mời Trấn Thành. Cái thằng thứ hai mà. Ông mời Trấn Thành sao mời Nguyễn Cô Kỳ Duyên nữa. Dẹp. Hai người đó không có trong đầu tôi. Nghe. Đừng nhắc tên hai người đó. Tại sao? Chuyện riêng của tôi không cần biết. Biết chưa? Ông mời Trấn Thành vào MC hả? Không. Mà thôi cũng đừng mời hắn. Sao vậy? Thằng nói nhiều lắm. Bữa đám cưới gần xóm tôi hắn làm MC đó. Sao? Hắn lên cô giao chú rẻ rót 2 ly rượu chuẩn bị hốc, uống vô bôi. Ừ. Là uống vô bôi mà hắn đứng nuối nửa tiếng đồng hồ mà hai người đó chưa uống được luôn. Hắn đứng hắn nuối nửa tiếng đồng hồ sao vậy? Rồi sao hắn nói rằng là xin mời thân mão và thụ thân gì đó của cô giao và chú rẻ tiến lên sân khấu để cùng làm lễ. Sao ông bà già bước lên ông già rồi bả mái tuổi lên đứng nè. Qua cô giao đó già lên đứng đây. Đi chừng nào mới tới? Thì đó. Riêng ông đi từ dưới bàn lên sân khấu là 15 phút. Rồi bà kia bà đi xa, bà vợ ổng đi xa nữa. Đi lên. Trời ơi. Đó. Riêng bà đi là 15 phút nữa là 30 phút.
hai người bước lên tới sân khấu là 30 phút. Tưởng là lên là nói chuyện xong chút liền chù choàn. Chân Thạnh đứng núa 1 tiếng đồng hồ nữa. Hắn núa mà từ cái thật từ cái lúc mà hắn núa mà từ cái lúc mà ông đứng rì một tiếng hồ sau ông đứng rì vẫn còn núa. Hắn vẫn còn núa. Cuối cùng lần đầu tiên trong lịch sử đám cưới luôn, sao ông bà già ngồi ghế để chuẩn bị nói chuyện chứ đứng đâu có nổi. Chưa hay còn gì nữa. Xong hắn núa 1 tiếng đồng hồ xong ở dưới quýnh lầu. Trời ơi, châu cho người ta nhạo xỉn người ta quýnh lầu mà ở đây hắn đứng hát. Hát gì? Hát ông nội hắn không biết. Hắn đứng hát là em đã chơi hai lòm lỡ từ đào, quay về đi em hơi. Tao quýnh lầu mắng kêu em đã chơi hai lòm lỡ từ đào, quýnh nữa từ đào, quýnh từ đào chứ quýnh luôn con dao chú rể hả? Trời đất ơi, mày không bao giờ tôi mày đó. Người ta quýnh lầu mắng kêu em đã chơi hai lòm lỡ từ đào, quýnh lại từ đào cho trồ má hả? Thằng tàu lô dễ sờ. Bây giờ còn cái vấn đề nữa mà tôi đang suy nghĩ. Vấn đề chi? Dâu phụ với rể phụ. Dâu phụ thì nhờ ai không được. Rể phụ sao? Rể phụ ai làm rể phụ cho thằng con không? Để tôi kêu một con trai tôi qua làm rể phụ cho. Thôi khỏi, tôi nhớ rồi. Thằng con tôi nó có thằng bạn thân lắm. Đúng không? Hoài Tâm. Đúng không? Hoài Tâm. Hoài Tâm hả? Hoài Tâm đó. Thảm họa. Cái gì thảm họa nữa? Thấy cái thằng làm rể phụ nhờ Hoài Tâm. Sao? Có vấn đề gì? Ông hả? Ăn ở hả? Thì sao? Trời ơi, hắn đi là cô dâu cũng dễ, chưa vô phòng động, hắn động phòng trước rồi. Hắn mới về tới ngõ là cái mở để vào trong toilet. Hiểu không? Chứ có liên quan gì đâu, nó làm để phụ thôi mà. Thôi tùy. Nói chung là chắc nhân xét con ra cũng được lắm mới mời. Thấu kệ phù hợp chuyện gia đình họ, không quan tâm. Rồi, tôi quyết định vậy nè, ông đừng có ý kiến gì chân á. Bây giờ nè, quan trọng là cái bữa đó nó có chương trình văn nghệ đó. Tôi, ngoài những ca sĩ nổi tiếng đó, tôi muốn mấy cây nhà lá vườn mình hát. Đó. Cái gì? Dẹp đi ông nội. Ông là tàu lao lắm. Lên hát tầm bay tầm bạ không à. Xin lỗi nghe. Riêng về phần hát. Riêng về phần hát. Bạn Kiều kêu tôi bằng ông nội. Nè, đừng có nổ tầm bay tầm bạ nha. Lấy cái đờn ở đây. Rồi. Lấy cái đờn ở đây. Không cần nuối nhiều, bớt nuối cho hắn xoan. Thể hiện khả năng là phải thể hiện, chứ khả năng không phải ở giọng nuối. Khả năng là phải thể hiện. Biết cái bà mà nổi tiếng nhất bàn Kiều mà thời hồi xưa mà lò bàn Kiều nổi tiếng đình đóm không? Bà gì? Trái tim anh lề. Ồ, bà đó hay, tôi thích lắm á. Bà đó là tôi hát đầu tiên chứ không phải bàn Kiều đâu. Rồi, hát thử tôi nghe coi. Đừng. Em lại đi. Em rồi vô em qua cái định hình tông đó. Em rồi ăn sao cho nổ rồi. Gì vậy? Bây giờ có hát được không? Đổi cái đờn khoát đi. Đờn tôi có một cây, đổi cái gì? Đờn không phù hợp với chất giọng của tôi. Tào lao. Đờn phải phù hợp với chất giọng. Thế mới làm sáng cái giọng của ca sĩ lên. Hiểu không? Tại đây bằng Kiều nó hát cái giọng sáng lên. Là có những cái đờn phù hợp. Hiểu không? Không được như chuyện không ơi. Nè, bắt tông nè. Em rồi vô nè, vô nè. Răng kỳ ha. Bắt đầu. Một. Từ từ. Lạ. Đánh một nốt thôi. Cái nốt đầu tiên á. Em một nốt thì ngon lành ha. Một cao rất quá trời. Em đã định hình. Thích. Em đã biết buồn à bên em. Đó anh đó có bay nhiều ngà yêu em. Không làm gì vậy? Để em thử yêu hắn bao nhiêu ngà rồi. Hát phải biểu diễn chứ đàn hà đó. Là một cuộc hứng sáng tạo.
Đó, bây giờ vô lại khó nè. Em em đã biết cô ngà bên em là anh đó có bay nhiều ngà bên em. Chị ta rồi để tính bỏ nhà bao nhiêu ngà rồi mắt. Nhưng em vẫn thương ai không biết tình em, vì yêu em nay tim đau rõ rời. Không làm cái gì vậy? Thể hiện cái gì? Thể hiện nội dung chính của bà hết. Là sao? Bà tên gì? Trái tim Minh Lệ. Đó, trái tim ngay lề luôn. Nằm luôn đi nha. Nằm luôn đi. Thằng bàn kiểu tại là không tỏa sáng bà này được. Tại vì thiếu cái vụ trái tim ngay lề đường. Nội dung bà hát không quan trọng, hiểu không? Thằng phải có cái gọi là cái chi hà. Cái gì? Răng kỳ ta, mẫu cho cái lúc nguy hiểm là không có ven để núa nè. Cái mà quan trọng chứ lừa cái chi hà. Cái gì? Ông không có chi kệ mẹ đi, mệt quá. Trời ơi, ông điên hay sao vậy? Tự nhiên tôi nói nghe, đám cưới tao đang vui vô hát cái tim Minh Lề ông nằm xuống. Ông dậy đành đạch vậy thì xui xẻo quá. Bỏ đi, kiếm bài khác, vui, nhộn, sống động hát, mừng cũng cưới con trai tôi. Núi về âm nhạc, một bụng, vô. Họ là bò đi hay ta làm lạ từ đào. Họ là bò đi hay ta chẳng nợ gì nhau. Ông không không nổi. Đám cưới người ta đi tiền tôi cứ bỏ hết hả? Tại tôi bao nhiêu tiền cứ bỏ đi hết. Trời ơi, cháu tạm mời. Con người ai không có một lần xe cháu. Thôi, dẹp đi. Hát là phải hát bài có ý nghĩa, hiểu không? Đó, hát là bài vô cái nội dung tình yêu của đám cưới, của dâu chú rể, thấy không? Đứng đó nghe hát nè. Tôi đứng ngồi kệ cho tôi chứ ép buộc hả? Rồi mày ngồi đi. Nghe. Yeah. Ổn không? Hát được không? Khỏe trong người không? Nghe được. Thấy là mạch mạch đó nghe. Sao? Tôi thấy không được khỏe đó. Sao không biết? Mát giòn quá nè. Ăn uống có kỹ lưỡng không? Chứ để tới ngày đám cưới mà không có boa của chú rể kỳ lắm nghe không? Tập phong chích bà không bây giờ nó khùng á. Không nói thiệt chứ. Tôi vẫn khỏe mạnh. Không nói thiệt á. Không có tốt chích khỏe nè. Đưa. Sao? Đưa ta kia. Sao? Đừng buồn. Mỗi người một số phận. Hiểu không? Thượng đế đã sắp đặt. Khi người khép cánh cửa này là thì người sẽ mở cánh cửa khác rộng hơn cho chúng ta. Và cánh cửa rộng ấy đã mở cho ông. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại bước vào làm gì? Tôi làm gì mà kêu tôi vô địa ngục? Không khỏe đâu. Nè, nhìn không sáng. Con người mà nhìn về cái này cái gì hả? Mặt. Cái mặt sẽ ăn biết nó cho tụi lô không? Ý là cái gì hả? Cái gì? Hào quang đó hả? Hào quang đó. Không. Cái gì hả? Cái gì? Thôi, kệ mẹ đi. Bây giờ nè, nhìn. Lát coi. Hả? Lát bắn lại. Đó. Không tốt đâu. Sao? Không tốt. Về Việt Nam, được. Ở nước ngoài không tốt. Sao không tốt? Về Việt Nam ra lê hồng phòng. Làm gì? Cái chỗ bắn chó đó. Có gió hả? Tôi không giỡn nhau nha. Lao giỡn nhau, đời nó vui tươi chứ đang làm ăn khó quá. Hát rồi. Hát đi. Mà đang mở đi. Mặc bộ đồ chi mà xanh lè chứ cũng cát đó. Tôi là cái gì cá phải xác định rõ ràng nghe. Sao? Thời trẻ mình được thì mình lòm, còn già đâu đừng lòm sức đâu nữa mà. Làm gì? Lộ bóng á. Tôi không giỡn nhau à. Bóng đâu bóng. Trời ơi, tôi không giỡn nhau mà. Bóng đâu bóng. Đâu biết rồi. Biết mà.
Đó, trời ơi. Đó, trời ơi. Tóc ra đây trẻ gọn gàng ha. Tóc thiệt hay tóc giả hả? Im đi. Mấy người hỏi rồi đó. Không, nhìn thiệt. Nhìn thấy thiệt. Chưa trao nó là giả tôi biết mà. Bữa đi qua sân ba, hành lý đãi qua hết. Bố liệt, ok. Bước qua. Ê. Đâu có gì đâu người đâu. Bố liệt bắt đầu mới lấy cái cây sỏ vô. Sỏ vô nách rồi kẹp hết. Kẹp hết trong cái đứng suy nghĩ hộp là 4-5 thằng bố liệt chạy lại. Anh được tiên trộn. Anh được tiên trộn. Mà công nhận nha, ở bên Mỹ người ta nói tiếng Anh tốt ghê ha. Tốt. Bố liệt nói tiếng Anh rầm rầm. Nó kêu với thằng cái lẻ hộp. I don't know where. Ê. Bố ngàn hộp xong không tìm ra vấn đề, kê thêm một con chó chạy tới nữa. Qua hửi ổng. Hửi. Hửi xong chó. Không biết. Con chó không biết luôn. Xong cái bắt đầu. Đãi về lại. Bước qua cửa nữa. Vừa bước qua kêu mạnh hơn. Ê. Bố lít kêu một chuyên gia. Ra. Kêu ổng ngồi xuống. Xong. Cuối cùng phát hiện ra. Tạ răng kêu. Tóc giỏ có mấy cái kẹp bằng sát đó. Tóc giỏ. Nó có mấy cái kẹp bằng sát. Mà bằng sát mà qua cái cổng thì a. Con chó mà lát đầu mà. Hồi dẹp đi không? Hát. Tiếp tục. Hát lại lại chứ cái quận tục quá rồi. Lại còn về cái quận tục rồi. Châu. Anh còn nợ em đang khóc. Cảm động quá. Có thấy cảm động của mẹ gì đâu. Nợ không cảm động không? À mát nợ cảm động chù cho. Chù. Em còn nợ em. Không về núi nhà. Cảm động hát hôm nay lời luôn. Trời còn mưa. Trời còn mưa em. Anh còn nợ em. Không có hiểu được cái hoàn cảnh xuất hiện của cục chuyện này, cục chơi này. Sao? Đóng cưới mà hát anh còn nợ em. Chưa cưới mà nợ thì mẹ tiền đâu mà trả. Nói bà hát đi. Nợ tình yêu mà ông đi. Bây giờ tôi thấy ông á, tôi với ông á, hát nãy giờ là không có vô chủ đề. Giờ hai anh em mình xong ca một bài. Tập rồi bữa đó hát cho con trai của tôi. Thế thì mình lại đi. Không, bỏ. Sao bỏ? Bài có ý nghĩa đâu hoàng. Rồi. Điên đàn hay không? Nhạc vô đi. Nào vào thiên đàng ai ơi. Yeah, come on. Là đường vào nghiệp thơ lần lần. Lần 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 xe xe. Một cá tươi trong sâu cành xác bước. Yeah. Để muôn đời mình còn được yêu nhé em. Yêu để mãi yêu thời gian. Yêu đến suốt đời kể mãi chuyện gì xảy ra. Hát tào lao không à? Tôi đâu có biết bài hát này đâu. Vậy thôi đi. Vậy thôi nha, bữa đó đám cưới nhớ qua phụ tôi đó. Nhưng mà quan trọng là cái chuyện bổ tới là đã bố cho ông Chính đừng. Được rồi. Chưa bố đúng không? Rồi chưa. Cái chuyện quan trọng mà không bố vì ảnh hưởng tới cái tầng nhân lụa mà không bố. Quan trọng của bản thân gia đình mình không. Cưới gì, dẹp bãi đi. Cái gì vậy? Bố giờ người ta biết chứ. Cái chuyện quan trọng xảy ra tầng nhân lụa sắp sụp đổ mà. Ông biết gia đình ông không vậy? Sống thì sống vì nhân lụa, sống vì gia đình ông hả? Bố cho tao một tiếng. Alo, Chính đây gọi hả? Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi tới bố tin gấp. Ảnh hưởng tới tàn nhân lụa. Đường xa xa sâu cái gì? Nó đang ở đâu? Australia hả? Thôi chơi cái kangaroo đi, về tôi bố xa. Nhiều khi làm phước vẫn cũng không hợp lý nữa.
Cái vợ đâu rồi? Cái vợ đâu rồi? Cái gì? Cái vợ ở đây đâu rồi? Vợ ở đây nè ông nội. Làm gì hết hồn vậy? Tập bài hát cuối cùng đi. Thằng để đóng thùng đã, chưa có đóng thùng mà cứ hát đi. Ê, cái em con trai cho cái duy nhật được không? Chứ lại lên đứng hát cứ đi hát mấy kỳ lắm. Được rồi, mới nói cho. Mày hát bài gì? Hồi nãy cái ông mồm lát cái sợi gì? Gì vậy? Ông mồm trang kia ông lát cái dây chỉ ông khao lại luôn. Rồi lỡ như vậy đa bụng rang trời. Nè, rõ ràng cái dây chỉ nè. Rồi. Kêu lấy cái map, tôi kêu lấy cái map gán ở đây. Ông nói ừ, để tôi làm có cách ha lắm. Ông cột sợi chỉ luôn. Hay là nãy không ai muốn riêu xong là giờ chả thấy mẹ rồi. Rồi, hát còn sao nghe. Rồi. Sao chơi nè. Vô. Đường nô vô thiên đường ở ăn. Hơi. Là đôi khi nhịp ước lăng lăng. Yeah. Rồi khi có tim yêu được giải thoát. Yeah. Cưới nhau về là mình tính chuyện trăm năm. Yo. Rồi khi có tim yêu được giải thoát. Có nhau rồi. Là mình tính chuyện chia ta. Phải. Hay. Rồi khi con tim yêu được giải thoát. Đúng rồi. Có nhau rồi. Là mình tính chuyện trăm năm. Trường thể dục thẩm mỹ như vậy mà nguyên con mẹ bầu vô đây bà nhảy một hồi xúc con ra đây ai chịu trách nhiệm? Dạ thưa chị, em có biết là người ta giới thiệu em ở đây là cái trường thể dục thẩm mỹ, bởi vậy hôm nay em mới tới đây em muốn hỏi chị có cách nào tập cho em mà từ thép mà thành keo không? Trời ơi, nhức cái tai luôn vậy. Thép là để làm nhà. Dạ. Keo là để dán giấy. Thép không thể nào mà chế thành keo được hết trơn. Chị ơi, em với chị là cùng người Việt Nam với nhau mà làm như mình bất đồng ngôn ngữ á. Đó, em giải thích lại cho chị. Ý em nói có nghĩa là chị có thể nào tập cho em từ cái người em lùng ở một khúc gì mà làm cho em dài thuần loàn ra được không chị? Trời. À, nãy giờ là bà nói thấp với cao đó hả? Dạ. Nếu có phương pháp mà tập từ thấp lên cao là tôi tập rồi chứ đâu đợi tới bà. Hen, thấy chị đi dày cả tấc luôn mà ngừ cũng lùng xính như xì trâm vậy đó. Vô đây chơi đây. Thì giờ không dạy kiểu này thì chị dạy thể dục kiểu khác cho em. Dạy cho dễ đẻ phải không? Về viện Bảo Xanh kêu mấy cái bà y tá mới chỉ cho cái cách về leo giường tập cho dễ đẻ. Trời ơi, chị ơi, nói vậy thì dễ quá rồi. Cái ý em là vô đây chính xác hơn là đỡ. Sau khi đẻ ngang là em tập xong là cái người em nó gọn lại như cũ. Tại em làm cái nghề đòi hỏi là em phải có một cái body đẹp đó chị. Làm gì? Ngừ máu. Sao mỗi lần nói ngừ máu ai cũng giật mình hết trơn vậy trời? Trời ơi má ơi, cái giò bà có một feet bốt à. Bà là một mẫu cho người mẫu cái gì trời. Bà mà người mẫu chám tôi siêu sao lắm à. Bởi vậy chị không có hiểu gì trơn á. Cái nghề em là nghề người mẫu bikini. Bởi vậy nó không có cần chân dài mà nó chỉ cần điện nước đầy đủ là được rồi á chị ạ. Bây giờ bà là điện nước cúp sạch. Bà là giải tỏa không có đền bù đó má. Vòng 1 với vòng 3 không có thấy, thấy vòng 2 nó sắp tràn xuống dưới kia rồi kìa. Bởi vậy nói hoài sao chị không hiểu gì trơn. Thôi bà là mẫu ai mà tin, bà cái hãng nào mà dám mời bà. Xin lỗi chị nha, em nhìn vậy thôi chứ em làm người mẫu cho Mỹ chứ không có làm cho người Việt Nam à. Hãng nào? Victoria Secret. Sao không bao giờ tôi câu Secret mà tôi không thấy bà trời. Chị hiểu chữ Secret là gì không? Không.
Secret có nghĩa là bí mật, mà em là người mẫu hàng đầu nên em luôn luôn phải bí mật. Không rồi. Cần mọi người biết, chỉ cần em biết mọi người là được rồi. Tôi coi hoài, tôi không thấy bà bơi. Bởi vậy nói chị không tin, để em lấy cho chị coi nè. Cái gì vậy? Bánh donut vậy ơi. Cô bầu thèm ăn, một ngày em quất tục cái mà nước miếng vẫn cháy à. Trời ơi, một ngày bà giọng 10 cái đó thành ra giờ có nhiêu nó dồn như cái bụng bà hết trơn. Bởi vậy chưa nè, chưa thấy người đàn bà nào có chữa mà xấu như con mẹ nè hết trơn trời. Trời ơi, cái bầu nhọn liễu như mũi tên vậy đó trời. Bởi vậy nói chị không tin đâu nè. Hả? Coi hình đi. Trời ơi. Hình cô đây hả? Dạ. Đẹp quá vậy. Phải không? Đẹp có giò dài miên man quá. Đó, bởi vậy đó, chị thấy không? Trời đất ơi, hình đẹp quá. Ha. Nằm dài sóc vậy luôn hả? Đẹp quá trời đẹp luôn. Dạ. Nhìn muốn nhức răng luôn vậy đó. Thì đó, bởi vậy. Cất đi, cất đi, cất đi. Lấy hình của bà ra đi. Cái gì vậy trời? Nãy giờ chị coi hình em đó. Dạ, ghẻ hoài, thôi lấy hình bà ra đi. Trời ơi, hình em đó chị ơi. Vậy đó hả? Bởi vậy, em với hình không có liên quan với nhau chị ơi. Trong hình một trời mà ở ngoài em một vực đó chị. Cái hình nãy là bà. Dạ. Tội nghiệp quá, thằng nào chụp hình cho bà chắc nó cũng photoshop chắc banh ba con chuột mới được quá. Sao có chữa chi vậy? Đang làm người mẫu rồi để có bầu à? Dạ, accident chị ơi. Giờ đang đi tìm cha của đứa trẻ đây nè chị. Bây giờ biết tôi tính cha nó đâu đây à? Đi về kiếm cha đứa trẻ đi. Khi nào kiếm được cha nó rồi xin một mớ tiền quay trở đây tập thể dục được không? Phải không chị không có dạy em hả? Vậy thôi để em đi tìm cha đứa trẻ. Vừa nói hình như là cha đứa trẻ gọi đây nè. Chết, không phải là cha đứa trẻ, là bạn của cha đứa trẻ. Alo, chị Oanh hả? Chị Phé không? Em Phé nè. Sao? Chị chỉ cho em cách ngừa thai hả? Ngừa con mẹ gì nữa chị ơi. Năm ngoái em hỏi chị không trả lời, năm nay cái bụng thè lè sắp đẻ rồi đó nè. Bây giờ có chỉ cách nào vô nhà thương nhanh đẻ thì được. Ô cô bài chị nha. Em đi nghe trời. Trời ơi, có đi. Nàng bà con gái có bầu mà còn đi cái tướng dách dách sảnh nữa. Bà đi về luôn mà đừng có ghé sòng bài nha. Trời ơi, cái đầu bà đưa ra đó là người ta đánh bài tàu người ta bù chắc à. Bà ra bà đi cái tướng nó ra tới kia chắc bà đẻ luôn á. Tôi nói hay ghê ông ra chả đẻ rớt ở ngoài đó luôn à. Đi cái tướng mà lạ lùng. Sáng sớm gặp cái gì đâu không, sáng sớm gặp bầu là thấy xui quẩy. Ám ảnh tôi không à. Cái gì xui? Hả? Cái gì xui, ai vô đây ám? Hủ hồn không, tập thể thao là phải như vậy á. Như mẹ cái dồn xuống đây, người ta phải dồn lên tới đây nè. Mẹ cái tập lộn, nó dồn xuống còn cục, anh là dồn 6 cục, trời ơi. Tập là phải tập như vậy. Em nói mẹ bầu, xấu quá, chưa có con mẹ nào mà xấu như con mẹ đó trơn. Xấu xúc phạm người đứng kế bên luôn. Hồi nãy bà đứng đây mà bà lay em xấu luôn. Con cũng thấy nhiều người có bầu mà chưa thấy con nhỏ nào có bầu mà xấu như con nhỏ đó. Xấu không chịu nổi. À, nhỏ đó vợ con á. Xin lỗi. Ôi bác ơi, chỗ này là trường thể dục thẩm mỹ hả bác? Dạ, xin giới thiệu đây, trường thể dục thẩm mỹ. Dạ, tại con vô nhìn bác con tưởng đâu ghi danh vô viện dưỡng lão. Cái gì vậy? Dạ. Nhan sắc này ta vô đây ta gặp tôi kêu bằng chị không đó nha. Dạ, xin lỗi chị. Dạ, nghe nói chỗ này là buy one get one free mở new membership á. Ừ. À, mấy chị cho em ghi danh vô đi. Welcome. Dạ. Tên gì? Nhân. Full name please. Trần Mỹ Nhân. Thấy cái tên nó hợp với nhan sắc của em quá, chị nhức cục luôn phải không? Phải mình chị đâu, nhiều người vậy đó, nhiều có nhiều người còn chưa có kịp nức cục là ói là tại chỗ rồi. Không phải, tại vì ba má cậu đặt cái tên này hơi sớm. Đáng lý đẻ xong rồi đợi đầy tháng hãy đặt Mỹ Nhân. Coi nhan sắc và coi sao mới đặt cái giặc này hơi sớm, bị cái tên này dành cho người đẹp. Có ba má em đặt tên khác á chứ. Dạ. Mà tại em thấy cái tên Trần Mỹ Nhân nó hợp với em. À. Bởi vì lúc vô quốc tịch em mới đổi luôn. À. Đó. Chứ tên đúng của cậu là tên gì? Trần thấy gớm. À. Hai cụ ở nhà sáng suốt quá. Đáng lý giữ cái tên nó mới lên luôn á. Thôi, chị nhiều chuyện quá à, viết xuống đi. Rồi. Trần Mỹ Nhân. Trần Mỹ Nhân, câu hỏi quan trọng nha, anh có tập thể dục bao giờ chưa?
Nhìn cái tướng như vậy mà hỏi có tập thể dục chưa? Hỏi một câu rất là mít lòng. Chị ơi chị. Dạ. Chị xích lên đây. Dạ sao? Chị coi đi. Sao? Trời đất ơi. Trời ơi, hú hồn. Chị thấy không? Dạ thấy. Không tập thì làm sao có cái body giống như vậy? Đúng rồi. Không tập thì làm sao có con cái mông giống... Bự quá. Hả? Tụt hú hồn luôn. Đó. Tụt bự như con trâu vậy ông nội. Đó. Mẹ. Trời, nó chạy vô giữa luôn ông ơi. Trời ơi. Tập gì hay quá. Đó, không tập là làm sao có con chuột được giống như dạ, vậy. Chị thấy không? Quá đẹp. Chưa hết. Sáu múi luôn. Ừ. Ê nè, cái này mới hết hồn nè. Ủa? Chị coi nè, nhờ tập mới có cái mông giống như mông quỷ đen. Trời ơi, đẹp quá. Bởi vậy chuyên nghiệp nói chuyện có khác. Bởi vậy con chuột. Cái gì vậy trời? Hả? À, sao muốt không vậy ông cô nội? Trời ơi, trời nắng vậy ông. Ông độ bao nhiêu đi muốt, chảy mồ hôi ông chiếu thấy bà. Trời ơi, áo cục bút luôn ông ơi. Độ ông chi cho cực tấm thân vậy? Độ ông nguyên người ở chỗ này có độ không? Cái gì vậy? Chị với nha. Sao hả? Vô duyên gì vậy? Đập vô mông người ta mà không báo trước để người ta biết tầng không. Rồi, cỡ này là khoái tập lớp cao cấp rồi. Tôi sẽ điền tên vô cho tập lớp cao cấp. Em thích cái vụ đó, viết xuống liền cho em cái lớp cao cấp. Rồi, để tôi kêu... Alo, Dân ơi, em ra em nhận học viên mới nha cưng. Trừng Mỹ Nhân. Ờ, nhưng mà là đàn ông á. Ra liền Dân ơi. Đó, ngủ hồn chưa? Xin giới thiệu với em. Đây, Trần Mỹ Nhân. Giật mình chưa? Dáng em chị vô chị uống thuốc chống sốc rồi. Trần Mỹ Nhân. Có mặt. Hello. Tên đẹp mà người cũng khá. Đâu đứng dậy coi. Chấm sờ vào hiện vật. Trời đất ơi, vô đây tập thể dục mà làm như đi đá gà vậy. Chắc có cửa có cứng không? Một ngày ở nhà tập mấy tiếng? Cũng không nhiều vậy lắm đâu em ơi. 4 tiếng à. 4 tiếng ở trong gym? Không, 4 tiếng ở nhà, 20 tiếng ở gym. Dữ vậy? Nè, 20 tiếng là chưa kể thời gian jogging nha. Đó, and then swimming. Anh thích bơi bướm. Thấy không? Yeah. Thấy không? Thấy giống con bướm không? Rồi rồi. Thấy giống con bướm không? Mỗi mình chuyển mình bơi chó. Không bơi chó nữa anh nhảy qua anh boxing. Cha, cha, cha. And dancing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay không em? Cha này có nhiều thì giờ quẩn vậy chắc thất nghiệp rồi. Em ơi, cái vụ mà thất nghiệp đó bây giờ coi như là tỷ lệ nó cao quá rồi. Cả Obama ông cũng đâu có làm được gì đâu. Em thấy không? Ông phải xin thêm 4 năm nữa để ông coi ông có sửa chữa được gì không à. Rồi rồi, thôi anh nói nhiều quá. Bây giờ là muốn vô lớp cao phải không? Viết vô rồi. Cái lớp cao cấp cho anh. Bây giờ bắt đầu thử trước nha. Coi sức anh chịu nổi không? Thử sao em? Bây giờ nhẹ nhẹ khởi động sơ sơ thôi. À? Làm 50 cái hít đất nha. Lát nữa tôi trở lại đi. Cái gì? 50 cái hít đất? Nhẹ thôi. Ừ. Ok. Em đứng đó coi anh nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, đánh da xây. Trời ơi. 4, 7, 4, 8, 4, 9, 50. Hơi. 50 cái vậy là tốt lắm rồi đó. Sao? Thấy... Anh á, anh nể mặt em lắm. Ừ. Em kêu anh hít 50 cái, anh mới hít 50 cái. Chứ ở nhà là mỗi một lần anh hít là anh hít 500 cái. Mà anh hít một ngón. Khá. Nhưng mà anh ơi, anh tập không có đều. Cái gì không đều em? Nhìn cái tướng này nè, trên to mà dưới teo. À, ở trên á thì hùng hổ như con beo á, ở dưới như hai quả dưa leo thế kia. Cái này đó là tập giết nó thành cái tướng mà củ khoai lang mà cắm hai cái tâm á. Bây giờ đó mình phải tập lại cho nó đều, trên dưới to bằng nhau, không? Thì đó. Bây giờ tập sơ sơ, không? Anh đi theo Vân và tập trước cái đùi và cái hông.
À tập dưới đây thôi phải không? À, thử, cái phần dưới thôi phải không? Thử sức thôi. Nếu mà anh chịu được thì mình sẽ tập thêm ha. Rồi. Ok, chờ tí. Thay cởi áo là muốn tập liền rồi. Ok, bây giờ tập theo nha. À, rồi. À, xin music. Nha. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 tay nữa. 1 2 3 4 1 2 3 4 mạnh lên. 1 2 3 4 đúng rồi. 1 2 3 4 1 2 3 1. Ok ok rồi. Bây giờ ngang qua ngang lại. Ngang qua đây. Đang tập ra. Hít thấp xuống. Thấp xuống. Thấp xuống. Banh chân ra. Banh nữa. Xuống nữa. Xuống nữa. Tốt lắm. Xuống nữa. Xuống nữa. Xuống xuống sát đất luôn. Sát đất luôn. Em ơi, cỡ này thôi em ơi, anh tẹt xuống nữa không được. Nội ngoại gia đình nhà anh có mình anh là con trai à. Tẹt xuống nữa là nó tét. Mà nó tét là nó teo. Ok thôi đứng dậy đi. Đỡ anh dậy. À, cái gì? Ok dậy. Ôi trời ơi. Trời ơi. Anh ơi. Anh tập như vậy đó là Vân thấy không có vào cái lớp cao cấp được rồi. Anh cũng thấy vậy. Bây giờ nếu mà muốn như vậy đó, Vân có cái đề nghị này nè. Sao? Anh phải mướn một người personal trainer đi. Personal trainer là gì em? Là huấn luyện viên mà tập riêng cho anh. Có nghĩa là chỉ tập riêng hai người trong phòng riêng và tập cái bài học riêng cho anh. Rồi khi nào anh có cái thể lực thì anh mới vô lớp cao cấp được. Ok không? Cái vụ riêng đó anh thích lắm. À, được. Cái vụ mà có cái phòng riêng và hai đứa thôi hả em? Hai đứa thôi. Nhưng mà anh ơi, phải đây nè. Tập như vậy mắc lắm đó. Trời. Tập theo giờ tính mắc lắm. Em yên tâm. Tiền bạc đối với anh là chuyện nhỏ. Em biết không? Anh lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp mà. Cái vụ tiền bạc không thành vấn đề với em. Miễn sao là cái cô đó phải đẹp như em. Chứ còn đẹp cỡ cái bà receptionist hồi nãy, chắc anh đi về luôn quá. Anh đừng lo, huấn luyện viên ở đây ai cũng đẹp hết. Vậy hả? Ừ, anh ngồi đây đi. Một lát nữa em cố ra tập cho anh nha. Kêu ra liền nha. Ok, chờ tí. Kêu ra liền tập với anh. Oh my god. Trời ơi, đâu có biết vô lớp cao cấp mà nó khó dữ vậy. Ha, cái gì vậy? Người cái bộ quỷ đâu mà giật mình dữ vậy. Ra đóng tiền đi. Tao chỉ có hù em hoài vậy. Đóng tiền. Chưa có tập vợt chứ mà đóng tiền cái gì trời ơi, từ từ đi để coi có kết quả hay không rồi mình mới tính tiếp chứ. Ở đây là phải đóng tiền trước. Hả? Mấy người anh thông cảm đi, người ta cũng đẹp trai giống như anh, cũng lịch sự như anh, tập xong quịch bỏ chạy không à. Cỡ anh mà chạy tôi rượt đâu có kịp. Đóng cái tiền. Này quê mà đóng liền nè. Đó. Không có lấy phút tem. Cái gì vậy trời? Nghĩa là cái này chị phải dán ngay trước đây nè, người ta mới biết cash only. Trời ơi. Nghĩ sao tập thể dục cái phút tem. Tiện đâu nhét dưới vậy trời. Cái chị nghĩ thế coi trên người tôi còn chỗ nào để nhét. Ở đâu đây. Đó, sao? Làm gì bịt mũi vậy? Trời ơi, ông nghĩ ông chân chơi thể thao mà ông nhét tiền vô vớ chắc banh mũi tôi. Miễn tôi ghi đủ thôi. 600 á. Rồi, đợi chút đi. Già mà khó chịu. Go go ale ale ale, go 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 ale ale ale. Từ sáng tới bây giờ mới nghe một cái giọng hùng hồn thanh niên vô tập nghe mới được chứ, cái gì mà tàn cái gì tầm phào quá. Go 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 ale ale ale, mình go 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 ale ale. Chị ơi, thanh niên vô kìa chị. Cụ đi đâu vậy cụ? Kêu tầm bậy không à. Cụ gì mà cụ, mới 60 mà kêu bà cụ à. Vô đây kiếm con phải không? Nữa. Tôi vô tôi đăng ký tập thể dục chứ kiếm ai. Trường này là trường thể dục thẩm mỹ, ta chú trọng tới nhan sắc lắm. Vậy không nhan sắc chắc à. Cái này hả? Sắc thì hết rồi, nhan thì sắp đốt. Ở đây chỉ nhận học viên từ 59 thôi, 60 coi như bỏ. 70 rồi còn đứng đây kia vậy? Gì vậy? 70 nhưng mà tôi là chủ ở đây. Cái business này của tôi.
cũng cũng kỳ. À, Việt Kiều về nước á, 70 cũng coi là anh. Mình qua ra Mỹ 60 kêu bằng cụ. Thôi đừng có than vãn á, trường hợp của cụ là đặc biệt. Nhận vô nhưng ai hỏi nhớ nói năm 9 nha. Năm 9 60 có khác bao nhiêu đâu. Nói thêm nghe, trẻ hay già là do cái tâm hồn chứ không phải thể xác. Hiểu chưa? Thể xác thì thấy ngon lành rồi đó. Tuổi này còn mang vớ màu hồng giống tuổi chim rồi đó. Mà không biết tâm hồn sao, không biết còn xài được không. Ngoại hình là 60 mà cái mặt là 90 mấy rồi đó. Mà tôi yêu cầu anh lịch sự, anh nói chuyện với phụ nữ đừng có nhai gâm. Nhai hồi nào? Đó, miệng nhai chót két đó. Cái này là tao rung tự nhiên má ơi. Bởi tôi dặn mấy ông rồi, cỡ tuổi ông á mà thả về Việt Nam á là bào dữ dội lắm. Cái gì cũng tạp hết trơn á trời. Bây giờ quai hàm nó không giữ được xương luôn thấy chưa. Cái gì cũng hút quá đó. Cỡ ông là về đó là hút 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 hút. Ông là gọi là hút bụi mà xuyên quốc tế đó. Chơi phải biết giữ gìn thân thể. 60 mà chơi cho banh xác. Giờ dòm như 90 vậy đó. Sao ông không có chơi mà phá đồ quá vậy? Hư hết đồ đạc luôn. Ở trên đây mà còn giật vậy rồi, ở dưới đây sao xài được? Vừa phải rồi cho thêm. Còn gì nữa? Không phải à. Tôi nói dưới là hai cái đầu gối của ba đó ba. Nhớ mà bó tới đây mà còn đứng không muốn nổi. Bực mình. Má không biết đồng ý rồi đó. Nè, có bao giờ tập thể dục chưa? Trời ơi, nhìn cái túi tôi mà không thấy à. Đá banh chuyên nghiệp á. Phải không? Số 7 Ronaldo à. Phải không? Đá sân nào à? Sân 2 mét. Là ở đâu? Đá banh đôi trên giường á. À, tôi nghi lắm à. Cỡ này mà nó còn chụp banh đôi trên giường 2 mét. Trời giữ quả hàm không nổi. Nào tôi không tin chứ cái này là nó bào tới cùi luôn. Cỡ này nó cạp không nhột gần chết à. Bội quá. Nè, nếu mà chưa bao giờ tập thể dục đó thì tập lần đầu bắp thương nó đau, bắp thịt nó đau lắm á, đi có nổi không đây? Không đi nổi cũng phải lết. Lết gì ạ? Vậy là tuổi này tập á nha, là tôi tính thêm tiền á. Gì kỳ vậy? Tại tuổi này phải mướn thêm xe cứu thương chút cực trước rồi nè. Đó có trường hợp gì đẩy lên xe chở đi liền, khỏi liên lụy. Bữa có cái ông kia mới có 58 mà thả về Việt Nam, vợ ông thả về có 3 năm về đây á. Ông run còn hơn ông nữa, leo lên sắt miêu chạy có xíu đứng tim chết tại chỗ. Bởi vậy giờ tôi phòng ngờ mướn xe cứu thương sẵn nha. Nè. Máy á, không có chạy máy được. Nè nè nè, ở đây có cái máy nào mà mình tập xong rồi chứ mấy em chân dài mê mình không? Có cái máy này khỏi cần tập mà mấy em chân dài rất mê. Thầy, máy nào nè? Máy rút tiền ngoài kia kìa. Vô tập thể thao mà hỏi có cái máy nào không chạy. Nghe là cái ghét rồi. Chạy nổi không? Chạy nổi mà. Tôi chạy không nổi thì chạy từ từ. Chạy từ từ về nhà nằm khỏi chạy. Cái gì vậy? Bây giờ tôi hỏi mấy câu quan trọng nè. Rất là quan trọng phải trả lời nha. Sao? Mấy người tuổi này là hay giấu lắm á. Sao? Có bị cao máu không? Có. Có bị cao cholesterol không? Có. Có bị đái đường không? Tuổi này ai không tiểu đường mà nội. Vậy là bị đái đường phải không? Nó nhỏ đây. Bệnh này ai cũng có, đừng có buồn. Có bị prostate không? Là gì? Là tiền liệt tuyến nó sưng lên, nó ém vô trong bụng đái đó. Đi đái nhiều lần, mỗi lần không nhiều nhưng được cái nó ướt quần. Người Bắc người ta gọi là đái không tự chủ đấy. Nói nhỏ nhỏ la lớn. Nó nghe cười. Cái gì đâu bác. Ông nội con á cỡ tuổi như bác cũng bị cái bệnh mà đái không tự chủ á bác. Ta biết sao không? Nhiều cái ông nội con á đi rách trong tới rồi mà không có kịp kép zipper xuống. Vậy để tôi ghi chú vô đây nha. Không kịp kéo zipper. Mà bao nhiêu lâu đi lần? Trời ơi, hỏi gì chứ vậy? Trời ơi, hỏi cho tôi xếp gần ngay toilet đó. Phóng vô đi ra cái ra tập liền. Phóng vô cái ra cái tập liền vậy đó. Vậy đi cho đỡ hết chứ, mất thời giờ. Vậy đó, ưu tiên cho bệnh nhân mà đó. Đây bác, gì nữa? Costco nó đang sale tả đó bác. Bác biết sao không? 10 thùng tặng thùng. Bác đeo tả đi, nó tiện lợi dữ lắm. Tướng bác chắc 3 ngày xài 1 thùng ha.
tôi khẳng định với thím thằng này là con của thím á. Ủa sao vậy? Vô ghim thấy mẹ đi. Kêu kìa lấy. Bác nha, giúp đỡ bác muốn thôi, bác làm gì bác kinh sĩ giả con vô duyên. Không phải là tao không thử, tao có mặt thử tả rồi, nhưng mà nhìn nó giống như là quần độn đít vậy á. Trời ơi, không được đâu anh ơi, anh có tuổi rồi, bận quần độn đít cho nó mất nết lắm. Ra đây trả lời câu hỏi quan trọng nữa nè. Có gì vậy? Động cơ và động lực nào thúc đẩy tới đây tập thể dục? Trời ơi, tập thể dục mắc mới gì ba cái động cơ thúc đẩy. Có chứ, nếu có lý do chính đáng tôi sẽ bớt 50%, tại vì là đây là new membership. Ồ vậy à? Ờ. Vậy thì có. Có lý do gì? Ở Việt Nam á, tôi có quen cô. À, quen một cô vậy là động được. Cái gì vậy? Quên. Động lực. Tôi ghi vô đây ghi chú lại huấn luyện viên nó biết. Có tuổi và bị động được. Thấy quên. Hey. Mở ngoặt. Tôi không có giỡn cái thêm à. Lộn. Bị động lực thúc đẩy. Rồi. Lộn. Biết lộn. Quen cô hả? Cỡ này mà quen cô chắc cỡ tươi quá. Cỡ con của thím á. Cỡ thím mà Việt Nam nó nhốt vô chuồng hết trơn à. Nhốt vô chuồng chi? Nhốt vô chuồng bán vé cho ông vô mua vé coi hả? Ai biết. Nói nghe nè. Chị. Quen cô này tính cưới là bảo lãnh cô qua đây. Đứng xa xa ra đi, đừng có thấy người có nhan sắc sắp sắp vô. Thì ớn à. À ngạc một cái à, cô nói à, một tháng tôi mới xuống 20 pound. Trời đất ơi. Cô mới chịu lấy. Ừ. Tháng xuống bác. Nhìn nó đây. Tháng mà xuống 20 pound con nghĩ là của hồi môn của con nhỏ đó chắc là cái hòm của bác. Hả? Cái gì vậy? Trời đất, nghĩ sao tháng xuống 20 pound thì có nước xuống lỗ á. Không, xuống được nhưng mà phải có personal trainer. Nghĩa là huấn luyện viên chuyên nghiệp. Một mình một phòng rồi một mình tập với người đó. À, thôi thì phương pháp này hay á. Ừ. Phương pháp nó được phải không? À. Vậy đóng tiền trước đi. Phương pháp nó không hay à? Sao không hay? Đóng tiền là không hay rồi. Phải đóng tiền. Cỡ tuổi này phải nên đóng tiền. Sao vậy? Muốn tập thử hả? Ờ, tôi tập thử mấy ngày không đi. Không được đâu. Cỡ tuổi này đừng nên tập thử. Cái gì cũng phải bóc xẻ liền. Tuổi này dễ chết lắm. Không chết rồi tôi lấy tiền đâu. Được rồi, đóng thì đóng. Không có lấy phút tem nha. Móc gì vậy ông cô nội? Cái quần này nó không có túi. Có cái bóp chứ anh này. Không có túi anh phải thông báo cho tôi. Tôi là phụ nữ đẹp mà không có chồng nữa. Nha. Không có lịch sự gì hết trơn. Rồi móc gì móc đi. Người cũng lịch sự gì hết trơn à. Có nhận Medicare không? Cái gì vậy? Không có hả? Bao nhiêu? 800. Rồi nè. Người nó cũng đi. Rồi đủ rồi. Tên gì? Trường. Lam Trường, Đan Trường hay Dân Trường? Đoạn Trường. Cái gì Đoạn Trường? Võ Đoạn Trường. Nghe cái tên là muốn đi phúng điếu rồi. Đợi chút đi. Dân hả em? Ờ, ra nhận bệnh nhân mới nè. Cái gì vậy? Ủa? Cái gì bệnh nhân? Quên, ra nhận học viên mới nè. Lộn. Giỡn qua cái bạch thêm này. Lộn cái gì dữ hả? Vô duyên gì đâu. Bà đó bà vô duyên lắm á bác. Nãy bà cũng chơi con mấy câu vậy á bác. Bà cũng nói bác nghe nè. Bác muốn xuống ký vậy đó. Sao bác không uống thuốc giảm cân của Kỳ Duyên? Có không? Có. Trời ơi nó quớt dữ lắm á. Dạ chào bác Đoàn Trường hả bác? À Trường đi. Dạ rồi bác cho cháu biết hôm nay bác muốn tập cái gì? À, cái gì vậy? Này, đây cái này hả? Cô. Dạ. Có cách nào mà trong vòng một tháng á tôi tập cái body tôi cỡ này không? Cái này thì rất là khó bác ơi. Bác phải chịu khó nhưng mà rất là khó. Khó cách mấy tôi cũng phải ráng. Dạ. Bởi vì tôi mà không tập được như vậy á, con Đào Nhí tôi nó bỏ tôi. À, ra là mê gái phải không? Mê gái thì cháu lại có cách cho bác tập được. Dạ bác ra đây, cháu đề nghị như vậy nè. Cháu sẽ kêu cho bác một người huấn luyện viên à. Mà không phải là huấn luyện viên thường. Ừ. Một người cỡ người mẫu. Ừ. Thật đẹp, chân thật dài à. Cho hai người vô cái phòng riêng. Đó, rồi bây giờ cái người huấn luyện viên đó sẽ chạy trước. À. Rồi bác chạy theo sau bác ráng rượt nha. Ừ. Tại nếu mà bác rượt mà bác bắt được đó. Sao? Bác muốn làm gì cũng được hết á. Được không? À. Ủa em. Cái vụ mà bắt được là muốn làm gì làm sao nãy em không giới thiệu với anh? Thì cái này mắc lắm anh đâu có hỏi đâu. Không, mắc bao nhiêu anh cũng trả hết. Cái rồi. Vụ mà muốn làm gì làm là anh thích. Rồi để lát nữa em kêu cho anh được rồi. À, anh chờ tới cái nhớ. Rồi, rồi. Trời ơi, vậy pháp này hay á. Được không bác? Tôi chịu. Ok, nhà nếu vậy thì cháu nhờ bác ký cái giấy chấp thuận hồi cháu.
giấy gì? Giấy chấp thuận gì? Giấy chấp thuận là tại cái phương pháp này mà chạy trong vòng một tháng mà mất tới 20 pound á. Ừ. Nó rất là nguy hiểm. Người Mỹ gọi cái này là suicide exercise. Là sao? Đó, là có nhiều người mà chạy có vòng 2-3 ngày thôi đã lăn đùng ra chết rồi. Trời ơi. Thành ra cháu cần bác ký cái giấy chấp thuận là có gì bác không có kiện tụi cháu. À. Dạ, bác ký hộ cháu. Vậy là giấy này là giấy tự sát đó ha. Rồi, giờ bác ngồi đây ha. Cháu kêu bác một huấn luyện viên người mẫu rồi, anh có muốn người nữa phải không? Dạ, dạ, dạ. Rồi, anh ngồi chơi. Viết xuống nha em, muốn rồi. Làm cái gì làm nha em. Rồi, 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 ghi xuống đây. Hay quá, phương pháp này hay. Trời ơi, ông cháu này có cái chương trình nó đã quá. Cái này nhiều cái chương trình hay quá. Đứng lại. Lùi. Xin được phép tự giới thiệu với em. Anh Trần Mỹ Nhân. Còn bên đó Quái Nhân. Xin lỗi ngang, chờ tí xíu đem lo cho mỹ nhân này, rồi chút nữa có người khác chân dài hơn em lo cho Quái Nhân nhá. Vô đây anh. Vô. Cỡ này muốn chết rồi, còn người khác chân dài hơn nữa. Được, cái phương pháp này hay à. Chờ Võ Đoạn Trường. Võ Đoạn Trường đâu? Võ Đoạn Trường đứt ruột chết mẹ rồi. Anh là Võ Đoạn Trường đúng không? Đứng lên. Anh, em xin tự giới thiệu, em là huấn luyện viên của anh nè. Có lộn không vậy? Lộn rồi. Huấn luyện viên tôi là người mẫu chân dài mà. Chân em cũng dài nè. Không được đâu, lộn người rồi. Có lộn, trời ơi, mấy nhỏ kia được cái chân dài thôi chứ nó đâu có huấn luyện được giống em đâu. Còn không tanh form, chỉ cần 2 tuần thôi là anh sẽ có một cơ thể giống như em. Ngực nở. Eo thon, ôi to, đít bở. Trời ơi, thôi đi anh ơi, vô phòng rượt em đi anh. Không được đâu. Phải đâu mà. Phải đi. Tha gì đó, trời ơi, lẹ lên. Anh hại đời tôi mà. Trời ơi, cái cửa đâu? Đừng có hại tôi. Hại được quá. Anh hại tôi đi. 60 mà cũng còn tươi xanh như nồi canh. Thôi vô lẹ lên. Trời ơi. Trời ơi. Bỏ tay ra đi cha nội, nhổ cái mẹ. Nhổ gì? Trời ơi, kêu đời tay rồi. Cậu ơi, ra đây với em. Trời ơi, tập xong ở chổng chi vợ. Chu cha, thấy không? Cô mới tập với em có ngày à, mới đẹp ra quá trời luôn nhé. Cái da mặt thì nó căng ra, da bụng thì nó rút vô, trẻ hơn có 10 tuổi vậy á. Mai đến nhá. Mai mấy giờ mở cửa? Dạ 9 giờ. Tôi đến 8 giờ được không?